Chuyện hay Audio. Xin mến chào quý vị và các bạn. Đến với những câu chuyện đời sống hay, thú vị, hấp dẫn. Quý vị và các bạn thân mến, người ta thường nói không có gì thâm sâu khó lường bằng lòng người. Người nuôi dạy chăm ta từ nhỏ lại là người nguy hiểm, độc ác nhất với ta. Nỗi đau đó đau khổ đến ngường nào đây? Vậy mà nữ chính của chúng ta phải đối mặt với điều đó. Câu chuyện hôm nay kê về lòng tham tiền quyền bất chấp tình thân mà hóa quỷ dữ. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây nhé. Trong căn biệt thự xa hoa nhà họ Đinh, Bảo Châu đang mang tạp dề chăm chỉ nấu ăn. Năm nay Bảo Châu 25 tuổi, gương mặt cô xinh đẹp, dáng người mảnh mai, làn da trắng. Sau khi tốt nghiệp đại học, Bảo Châu về làm việc cho công ty của gia đình mình tuy là công ty của gia đình nhưng bảo châu xin việc bằng thực lực của mình từ nhỏ bảo châu không được ba mẹ yêu thương như em gái bảo ngọc cô thường xuyên làm việc nhà nấu ăn sau giờ học bà bảo châu ông thức luôn rất nghiêm khắc với cô mẹ cô bà thu là một người dịu dàng hiền hậu nhưng bà không dám bảo vệ bảo châu trước mặt ba cô vì vậy mà lúc nhỏ Bảo Châu hay chịu những trận đòn roi của ba Thế nhưng chưa lần nào Bảo Châu ghét gia đình mình cả Cô luôn tự an ủi mình Ba vì thương mình Nên mới đánh mình như thế Bảo Châu chuẩn bị thức ăn Thì dì Hồng Người giúp việc vội vàng bước xuống Bảo Châu à Để đó cho dì Con lên phòng làm việc của ba con đi Ba con có chuyện muốn nói với con đấy Chuyện gì thế ạ à? Dì cũng không biết gì thấy có cả mẹ và bảo ngọc nữa vâng ạ à, con lên ngay khi bảo châu bước vào phòng làm việc cô nhìn thấy bà thu và bảo ngọc đang rừng rừng nước mắt ông thức với vẻ mặt tức giận bảo châu bước đến giọng dịu dàng ba tìm con có chuyện gì ạ à? ông thức nhìn cô gương mặt không để lộ cảm xúc con ngồi xuống đi ba có chuyện muốn nói với con nói rồi ông thức xoay sang nói với bà thu bà ra ngoài trước đi bà thu nhìn vào ánh mắt ông thức từ trước đến giờ tôi chưa từng phản đối việc gì riêng chuyện này thì không thể nào không phải ông không biết thiếu gia nhà họ châu là người thế nào nếu ông để bảo ngọc gả sang đấy chẳng khác nào hại chết con gái của chúng ta nói rồi bà thu bước ra ngoài đây là lần đầu tiên bảo châu nhìn thấy mẹ mình tức giận với ba bảo châu là người thông minh cô đã đoán được một phần nào chuyện mà ba mình sắp nói khi ba ngồi xuống sofa không khí vô cùng căng thẳng một lúc sau ông thức lên tiếng chuyện công ty đang gặp khó khăn hai con biết rồi chứ vâng ạ à, bảo châu và bảo ngọc cùng trả lời đó là tâm huyết cả đời của ba bà không muốn nhìn thấy công sức của ba bị sụp đổ về việc này chúng ta cần một nguồn vốn đầu tư lớn châu thị là sự lựa chọn duy nhất lúc này nhưng hai con đều đã đi làm chắc hẳn hai con đều hiểu không có chuyện gì là đơn giản cả họ yêu cầu chúng ta kết hôn thương mại bảo châu bình tĩnh nghe ông thức nói hết riêng bảo ngọc dường như sắp không chịu nổi tay ngọc níu chặt váy Bảo Châu, con là chị Bà cũng đã suy nghĩ đến việc này Nhưng con đã có bạn trai Bà đã thử hỏi ý kiến của Bảo Ngọc Nhưng con bé chỉ mới 23 tuổi Nên chưa muốn xa ba mẹ Ý của ba là Con sẽ kết hôn với người của Châu Gia sao? Đúng Hai con hãy về suy nghĩ cẩn thận đi Đây không phải là nguyện vọng của ba Mà là sự bắt buộc Một trong hai đứa Phải có người gả sang Châu Gia đây mấy, bảo cho ngồi trước máy tính rất lâu, cô tìm kiếm thông tin Châu gia. Dù là cô hay Bảo Ngọc, cô cũng muốn cả hai chị em đều được hạnh phúc. Kết quả, cô tìm được cũng không nhiều. Châu gia có hai người con trai, người con trai lớn là Châu Khánh Vinh, 29 tuổi, hiện đang là giám đốc của Châu thị. Tuy nhiên, anh ta là một người đào hoa, thường xuyên qua lại với nhiều diễn viên nữ. Người con trai thứ hai là Châu Khánh Tường, 28 tuổi, hiện đang là một giảng viên đại học. Từng có bài báo đưa tin, Khánh Tường mắc bệnh thần kinh. Trên bài còn có một tấm ảnh chụp mờ gương mặt người kia trong buổi họp báo của Châu Thị. Bảo Châu chằn chọc trên giường không ngủ được. Dù là Khánh Vinh hay Khánh Tường, nếu cô hay em gái mình gả sang đấy thì đều không hạnh phúc. Huống chi cô hiện tại đã có bạn trai, Kiến Hào. Nhớ đến Kiến Hào, Bảo Châu không khỏi cảm thấy tự trách. Kiến Hào là đàn anh đại học của cô. Kiến Hào giúp đỡ cô rất nhiều. Năm ấy, sinh nhật 22 tuổi của cô, Kiến Hào đã đột ngột tỏ tình. Lúc ấy, Bảo Châu đã đồng ý lời tỏ tình. Nhưng hơn một năm nay, tình cảm hai người dần phai nhạt nhiều lần bảo châu đã muốn kết thúc mối tình này nhưng nghĩ đến việc kiến hào đã giúp cô rất nhiều bảo châu không nỡ làm anh tổn thương nhưng cô không thể kéo dài chuyện này mãi được đây là thời điểm để cô và kiến hào chia tay anh nên tìm được tình yêu thật sự của đời mình bảo châu đang suy nghĩ thì nhận được tin nhắn từ bạn thân diệu thư diệu thư đang ở trong quán bar cùng vài người bạn diệu thư hiện đang là một người mẫu tự do cô có gương mặt xinh đẹp không kém gì bảo châu nhưng diệu thư và châu là hai con người có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau nhưng lại thân nhau từ bé diệu thư có rất nhiều người yêu cô thường xuyên lợi dụng mối quan hệ ấy để thăng tiến trong công việc diệu thư là người duy nhất hiểu được bảo châu trong tin nhắn diệu thư gửi cho bảo châu một tấm ảnh là kiến hào và một người phụ nữ gợi cảm đang ôm nhau bảo châu không tin vào mắt mình cô vội gọi cho diệu thư cậu cậu đang ở đâu thế hôm nay mình đi chơi với vài người bạn nên đổi địa điểm quán bar là quán bar x cậu tới không nửa tiếng nữa mình sẽ đến cậu theo dõi anh ta giúp mình một lúc bảo châu bề ngoài là người con gái dịu dàng nhưng đã chạm vào giới hạn của cô, cô sẽ trở thành một con người khác. Bảo Châu tìm một chiếc áo khoác ngoài mặc vào, gương mặt không để lộ cảm xúc. Cô không tự lái xe đi mà bắt taxi. Gần đến nơi, Bảo Châu nhận được tin nhắn của Diệu Thư. Kiến Hào và người phụ nữ kia đã đổi địa điểm rồi, hướng xe đến một khách sạn gần đấy bảo châu cố kìm nén không để rơi nước mắt dù sao hai người cũng đã đồng ý cùng nhau đi một quãng đường dài như thế không ngờ rằng anh lại lừa dối cô bảo châu nắm chặt điện thoại trong tay cô tự cười dễu chính mình cô có tư cách gì để trách anh chứ cô cũng đã lừa dối anh bao nhiêu năm nay cô thậm chí còn không để anh hôn mình là một người đàn ông bình thường mấy ai chịu được cảm giác như thế Bên này Diệu Thư vẫn đi theo sau hai người kia Cô nhận phòng Gần phòng Kiến Hào Và người phụ nữ kia Sau đó gửi định vị cho Bảo Châu Đến nơi Bảo Châu cố gắng ổn định cảm xúc Gương mặt lạnh lùng bước vào khách sạn Diệu Thư đã chờ cô ở dế sảnh Từ 5 phút trước Hai người kia đã vào phòng rồi Nên Diệu Thư đành xuống sảnh Để chờ Bảo Châu Cô muốn biết Bảo Châu có thật sự bình tĩnh không? Cậu đến rồi à? Diệu Thư bước đến bên cạnh Bảo Châu. Ừ, là phòng mấy? 209. Cậu thật sự muốn lên đấy sao? Đã đến đây rồi thì phải lên chứ. Cậu yên tâm, mình vẫn chịu được. Có cần mình lên với cậu không? Cần. Cậu lên tát người phụ nữ kia đi, mình sẽ nói chuyện với anh ta. Diệu Thư không ngờ Bảo Châu sẽ như thế trước đây diệu thư đã từng nhìn thấy bảo châu tức giận nhưng chưa đến mức đánh người thế này được vậy cậu đừng mềm lòng với anh ta tớ biết rồi nói rồi hai người cùng tiến đến phòng kia diệu thư chủ động gỡ cửa giả giọng phục vụ xin chào quý khách hôm nay khách sạn chúng tôi có quà tặng cho các đôi tình nhân là một chai rượu thượng hạng chúc quý khách có một buổi tối vui vẻ lúc này kiến hào đang trong phòng tắm người phụ nữ kia trên người chỉ choàng một chiếc khăn tắm nghe được quà tặng thượng hạng liền mỉm cười bước đến khi cô ta vừa mở cửa kiến hào cũng vừa từ nhà tắm bước ra trên người anh ta chỉ choàng chiếc khăn tắm kiến hào kinh ngạc nhìn sự xuất hiện của bảo châu anh đứng im tại chỗ không kịp phản ứng chuyện gì vậy hai cô không phải là phục vụ sao? Sao lại gõ cửa phòng? Người đàn bà kia vẫn chưa tẩy trang, trên mặt đầy vết son phấn, giọng đanh đá hỏi. Diệu thư mỉm cười, bước đến nắm tay người đàn bà kia, kéo đến phòng của mình. Bảo Châu im lặng, bước vào phòng. Cô lặng lẽ ngồi xuống giường. Một lúc lâu sau, Bảo Châu xoay người sang, thấy người đàn ông vẫn đứng phía kia. Giọng vẫn dịu dàng như cũ chúng ta nói chuyện một chút. Lúc này, Kiến Hào mới bước đến ngồi cạnh cô. Bảo Châu nở một nụ cười khổ. Từ khi nào thế? Chuyện anh phản bội em, từ khi nào thế? Bảo, Bảo Châu, em nghe anh nói. Anh trả lời em đi, em vẫn nghe anh nói mà. Nhìn thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt cô, Kiến Hảo biết mình đã chạm vào giới hạn của Bảo Châu từ lúc chúng ta yêu nhau từ lúc chúng ta yêu nhau ngay từ đầu sao đúng vậy bảo châu đó là bản năng của đàn ông không phải riêng anh đâu em lúc này bảo châu không thể kiềm chế được nữa cô đứng lên tát vào mặt kiến hào kiến hào anh đừng nghĩ cả thế giới này ai cũng khốn nạn như anh chuyện hôm nay anh đã khiến em quá thất vọng chúng ta chia tay đi đoạn đường ngày mai không hẹn gặp lại. Nói rồi, Bảo Châu bước đi. Đi được vài bước, thì Kiến Hảo lên tiếng. Bảo Châu, rồi em sẽ thấy, trong trái tim một người đàn ông, chỉ có một người phụ nữ. Nhưng trên người anh ta, sẽ có vết tích rất nhiều người. Trên đường về nhà, Bảo Châu im lặng, nhìn dòng người tấp nập. Cô không thể khóc được, vì trái tim cô đã từng trải qua rất nhiều rất nhiều chuyện đau thương, nhiều đến khi cô không còn cảm giác đau nữa. Về đến nhà, Bảo Châu cố gắng đi thật khẽ, cô sợ sẽ làm ba mẹ mình thức giấc. Khi đi ngang qua phòng sách, cô nhìn thấy phòng vẫn sáng đèn. Bảo Châu lo rằng ba mình mệt, cô nhẹ nhàng bước đến. Khi vừa đến cửa, cô vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa ba mẹ mình và cứ cố chấp như vậy sao cứ để bảo ngọc sang đấy tôi đã nghe thông tin lần này sẽ liên hôn thương mại với khánh tường tên nhóc ấy là giảng viên đại học ở thành phố khác mỗi năm về nhà có vài lần thôi đây là cơ hội tốt để bảo ngọc có được cổ phần châu thị để bảo châu sang đấy thì ông nói gì vậy chứ tên kia mắc bệnh nhiều như vậy ông không nghe sao nếu hắn làm gì con gái chúng ta thì sao đây chỉ một thời gian thôi sau khi công ty ổn định lại tôi sẽ đón con bé về nếu ông cứ quyết gả bảo ngọc sang đấy tôi sẽ đi theo con bé ừ. bà điên rồi à bảo châu tuy ngoan ngoãn nhưng chẳng lẽ bà không biết con bé đã có bạn trai những chuyện thế này con bé chắc chắn sẽ không đồng ý bảo châu siết chặt nắm tay bảo ngọc là con gái của ba mẹ còn cô cô không phải là con gái của mẹ sao bảo châu bước về phòng hôm nay cô phải đối mặt với quá nhiều chuyện trong đầu cô không ngừng những câu nói của ba và mẹ và cả hạnh phúc của bảo ngọc từ nhỏ bảo châu đã phải chịu rất nhiều sự bất công nhưng lần này là hạnh phúc cả đời cô nhưng nhưng còn tâm huyết của ba cô không thể đứng im nhìn công ty gặp khó khăn như thế sáng hôm sau bảo châu thức sớm chuẩn bị đồ ăn sáng sau đó cô trang điểm đi làm bảo châu luôn đi làm sớm cô không để lộ thân phận là tiểu thư nhà họ đinh cô luôn khiêm tốn và tôn trọng mọi người khi bảo châu vừa bước xuống phòng khách thì nhìn thấy ba mẹ và bảo ngọc đang ngồi ở đấy không khí cực kỳ căng thẳng ông thức đã đồng ý với bà thu sẽ không giả bảo ngọc sang nhà họ Châu đêm qua Bảo Châu đã suy nghĩ rất kỹ dù sao bây giờ chuyện cô và Kiến Hảo cũng đã kết thúc nếu cô có thể gả sang nhà họ Châu thì sẽ giúp được công ty hơn nữa cô cũng sẽ thoát được cái cảnh sống trong ngôi nhà này Bảo Châu rừng rừng nước mắt nhìn đôi bàn tay mình đôi bàn tay ấy từ lâu đã đầy những vết chai Cô sợ một ngày mình sẽ không chịu nổi mà tức giận với ba mẹ, càng sợ nghe những lời thiên vị kia. Ba mẹ à, con xin phép đi làm đây ạ. À? Khoan đã, con ngồi xuống đây. Bà Thu vội vàng giữ cô lại. Có chuyện gì ạ? À? Chuyện hôm trước bà đã nói với con, việc một trong hai chị em con sẽ gả sang nhà họ Châu, con nghĩ thế nào? Bảo Châu im lặng không trả lời. Từ trước đến nay Ba luôn là người áp đặt cô Cô không ngờ lần này Đến cả mẹ cũng làm như thế Con Bảo Châu chưa kịp trả lời hết Thì bà Thu vội chen lời Con đừng nghe Những lời đồn bên ngoài Con sang bên đấy Có việc gì cứ nói với ba mẹ Nhà bên đấy có điều kiện Con về đấy sẽ không thiệt thòi đâu Nhá Bảo Châu nắm chặt váy Vậy sao mẹ không để Bảo Ngọc gả sang đấy? Còn... Bà Thu không ngờ Bảo Châu sẽ phản ứng như thế. Ông thức trao mày. Ông biết đối với Bảo Châu không thể nói những lời này, mà phải dùng tình cảm để thuyết phục nó. Bà nói như thế, con bé sẽ hiểu lầm. Bảo Châu à, con thấy đấy, em con nhỏ hơn con, xét về năng lực hay ngoại hình đều không bằng con ba mẹ muốn con sang bên đấy vì tin tưởng con nói đến đây ông thức giả giọng buồn nếu bảo ngọc sang đấy với tính tình của nó sẽ bị nhà họ châu trừng phạt rất nhiều bên đó có rất nhiều quy củ con biết mà cả hai chị em con thì ba mẹ đều suy nghĩ cả sau khi công ty thoát khỏi giai đoạn này bà sẽ đón con về con thấy sao những lời ông thức nói quả thật đã khiến bảo châu suy nghĩ những điều này cô đã suy nghĩ lúc tối qua bảo ngọc từ nhỏ được ba mẹ yêu thương tính tình ngông cuồng nếu để bảo ngọc sang đấy sợ rằng việc hợp tác của hai nhà sẽ không thuận lợi phía đối diện bảo ngọc mặc một chiếc váy màu xanh lá cô cúi mặt giả vờ đáng thương hồi hộp nghe câu trả lời của chị mình được, con đồng ý Như bà đã nói Nhưng con có một điều kiện Điều kiện gì con cứ nói đi Con muốn có 10% cổ phần công ty của chúng ta Ông thức ngạc nhiên vì lời đề nghị này của Bảo Châu Trước đây cô chưa từng đòi hỏi vật chất từ ông Nhìn thấy ánh mắt cương quyết của Bảo Châu Ông thức nở một nụ cười giả tạo Được, con là con gái của ba mười phần trăm cổ phần cho con cũng không sao cả bà thu và bảo ngọc đồng thanh lên tiếng không được ông thức xoay sang nhìn bảo ngọc giọng lạnh đi hiện tại chị con đang giúp con con còn muốn điều gì nữa tiền sinh hoạt tháng này của con bị cắt một nửa con đã ra ngoài đi làm lại không biết học theo chị con tiêu xài phung phí bảo ngọc im lặng cúi mặt tay nắm chặt váy không ngờ lần này, cô lại vô tình tạo điều kiện cho Bảo Châu được lợi. Từ nhỏ, Bảo Ngọc đã không thích Bảo Châu. Lúc hai người đến trường, ai cũng bảo là Bảo Châu xinh đẹp, học giỏi, tính tình tốt hơn cô nhiều. Có rất nhiều bạn nam theo đuổi Bảo Châu mà không ngó ngàng gì đến cô. Bên này, Bảo Châu không ngờ ông Thước sẽ đồng ý nhanh như thế. Sự sở dĩ cô muốn 10% cổ phần là vì cô muốn bảo vệ bản thân mình nếu sang nhà họ châu với công việc nhỏ bé của cô sợ rằng cô sẽ bị ức hiếp nếu sau này có cơ hội cô sẽ trả lại cổ phần cho ba mình bảo châu đến công ty làm việc công ty của gia đình cô là một công ty thiết kế thời trang bảo châu là một nhân viên thiết kế rất có triển vọng cô có nhiều bản thiết kế nổi bật sau một ngày làm việc mệt mỏi, Bảo Châu nhanh chóng trở về nhà chuẩn bị bữa tối. Cô không hề tham gia các buổi tiệc của công ty tổ chức. Về đến nhà, dì giúp việc mỉm cười với cô. "Về sớm thế à?" "Vâng ạ, à, con thay đồ rồi xuống giúp ngay ạ." À? "Không cần đâu con, con cứ nghỉ ngơi đi. Ngày nào cũng làm việc vất vả rồi, còn nấu ăn nữa." Bảo Châu mỉm cười. "Không sao ạ." À? Con rất thích nấu ăn mà. Bảo Châu quả thật thích nấu ăn. Cô nấu ăn rất ngon, còn thường xuyên học làm các loại bánh. Lúc cô lên 12 tuổi, ông Thức đã bảo cô làm việc nhà, nấu ăn cùng với người giúp việc. Lúc ấy, ông đã nói rằng: "Con đã lớn, con phải học làm những điều ấy." Sau này, câu ấy thường xuyên lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhưng cuối cùng, kết quả học tập của Bảo Châu vẫn cao vượt trội. Cô biết cách sắp xếp thời gian, thời gian học và thời gian làm việc nhà. Trong căn biệt thự nhà họ Châu, cả gia đình đang dùng cơm tối. Châu lão phu nhân là một người khó tính. Trong lúc ăn cơm, trừ khi bà hỏi, nếu không sẽ không ai được phép nói chuyện. Châu lão phu nhân năm nay đã 80 tuổi. Phong thái sang trọng Bên trái là con trai và con dâu Ông Châu Trọng Đình Và bà Thủy Phương Bên phải là cháu nội trai Con của Châu Trọng Đình Và Thủy Phương Châu Khánh Vinh Châu Lão Phu Nhân lên tiếng Đã liên lạc với Khánh Tường được chưa Châu Trọng Đình cung kính trả lời Thưa mẹ Đã liên lạc vào sáng nay rồi ạ à? Nó trả lời thế nào Ban đầu không đồng ý cho lắm, nhất là sau khi biết phải liên hôn thương mại. Châu lão phu nhân đặt đũa xuống, không khí trở nên căng thẳng. Thủy Phương biết mẹ chồng đã giận, bà mỉm cười dịu dàng. "Thưa mẹ, buổi chiều con đã gọi lại cho Khánh Tường, thằng bé sẽ đồng ý thôi ạ. À. Mẹ đừng tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe ạ." À. "Nói như con dâu đây thì được. Nhân tiện bảo nó chuyển công tác về đây để làm việc đi. Dù sao cũng sắp có vợ, không thể để vợ nó ở nhà một mình được. Châu Trọng Đình và Thủy Phương nhìn nhau khó xử. Châu lão phu nhân là người khó tính, nhưng Khánh Tường cũng là một người khó thuyết phục. Sau khi bà Thủy Phương gửi thông tin về Bảo Châu cho Khánh Tường xem, anh đã im lặng rất lâu. Bà Thủy Phương khó xử giải thích cả buổi chiều, anh mới chấp nhận Châu Lão Phu Nhân tuy là người lớn tuổi, nhưng bà rất để tâm đến hôn sự của hai người cháu, Khánh Vinh và Khánh Tường này. Vì một người đào hoa, còn một người suốt ngày chỉ biết công việc. Việc lần này, bà nhân cơ hội nhà họ Đinh đang gặp khó khăn để tìm cháu dâu tốt. Trước đó, vì muốn tìm cháu dâu ngoan, bà đã tung tin đồn xấu về Khánh Tường. Bà rất mong đợi được gặp cháu dâu của mình. Sau một lúc im lặng, bà Thủy Phương lên tiếng. "Vâng ạ, à, con sẽ bảo lại với Khánh Tường, nhưng việc này có thể Khánh Tường không đồng ý." "Mẹ cũng biết ạ, à, Khánh Tường yêu thích công việc này. Mẹ à, xin mẹ thứ lỗi cho con." "Không sao, con dâu à. Việc này con cứ nói trước với thằng bé, mẹ sẽ có biện pháp khác." "Vâng ạ." À. Sau khi Khánh Tường đồng ý hôn sự, anh có một điều kiện là không tổ chức hôn lễ lớn chỉ hai nhà mà thôi điều này rất giống với mong muốn của bảo châu tuy là hai người sắp cưới nhau nhưng cả hai chưa từng gặp nhau lần nào đến cả số điện thoại cũng chẳng có đêm nào bảo châu cũng chuẩn bị tinh thần gặp người chồng ác ma của mình đám cưới được chuẩn bị rất nhanh chóng khi chỉ còn một tuần nữa sẽ đến ngày cưới bảo châu vô tình nghe được điện thoại của ba giọng ông lo lắng đến bây giờ thiếu gia nhà họ châu vẫn chưa về giao chúng ta phải tìm cách để đối phó khi họ đổi ý bảo châu đau lòng bước về phòng khi chồng sắp cưới của cô chưa về điều ba cô lo lắng lại là công ty chứ không phải hạnh phúc của cô thế nhưng rất nhanh sau đó cô cố tìm niềm vui cho bản thân bằng việc học làm bánh những lúc thế này, Bảo Châu luôn trốn tránh, cố gắng làm thật nhiều việc để quên đi nỗi đau kia. Chuyện của Kiến Hào, Bảo Châu cũng dần quên, vì cuộc sống này quá bận rộn, Bảo Châu luôn phải đối mặt với nhiều cảm xúc chồng chất lên nhau, nên Kiến Hào đã không còn khiến Bảo Châu phải bận tâm nhiều nữa. Một tuần sau, trong nhà hàng sang trọng, lễ cưới được diễn ra hai bên gia đình đang nói chuyện vui vẻ nhưng bảo châu chỉ nghe được những câu chuyện về công việc cô vẫn chưa nhìn thấy chú rể bảo châu không thất vọng lắm cô sớm đã chuẩn bị tâm lý cho ngày này bảo châu đã tìm hiểu qua ở nhà họ châu người được kính nể nhất là châu lão phu nhân bà ấy rất khó tính nhưng đến giờ vẫn chưa nhìn thấy châu lão phu nhân so với việc gặp chú rể Bảo Châu sợ gặp Châu lão phu nhân kia hơn Bên này Bảo Ngọc ngồi chờ xem kịch hay Bảo Ngọc muốn nhìn thấy Sự thất vọng của chị mình Hôm nay Bảo Châu mặc một chiếc áo dài đỏ Tôn lên vóc sáng Và làn da của cô Gương mặt trang điểm tinh tế Xinh đẹp 15 phút sau cánh cửa phòng mở ra Một bà lão xuất hiện Cùng một người đàn ông tuấn tú Người đàn ông kia nét mặt lạnh lùng đang ân cần đỡ bà lão bước vào bà lão mỉm cười xin lỗi các vị vì khánh tường tới đón ta nên đã đến trễ mong các vị thứ lỗi ông thức vội đến tiếp lời châu lão phu nhân đã đến rồi không sao ạ đây chỉ là chút chuyện nhỏ cô dâu ở đây còn không gấp gặp chú rể chúng tôi có là gì chứ cả phòng cười vì lời nói đùa của ông thức lúc này khánh tường và bảo châu mới nhìn nhau lần đầu tiên cả anh và cô đều không ngại mà nhìn thẳng vào mắt nhau bảo châu hơi bất ngờ nhưng vẫn lễ phép mỉm cười gật đầu khánh tường theo phép tắc gật đầu lại nhưng gương mặt anh vẫn lạnh lùng anh từng bước tiến về phía bảo châu lúc này dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng tim bảo châu vẫn đập loạn nhịp khi khánh tường đến bên cô ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô khiến bảo châu có chút lo sợ đôi mắt anh có phần lạnh lùng cũng rất nghiêm khắc trước mặt anh cô giống như một con mồi nhỏ bé khánh tường đưa tay mình trước mặt cô bảo châu ngơ ngác nhìn anh nắm tay đi chịu khó nắm tay hôm nay thôi à vâng ạ à. khi nắm bàn tay anh Bảo Châu cảm nhận được một sự ấm áp lạ thường. Tay anh rất to, gần như nắm trọn bàn tay cô. Bảo Châu cảm nhận cảm giác ấm áp từ đôi bàn tay anh. Thấy cô im lặng, Khánh Tường khẽ lên tiếng. "Bảo Châu, vâng ạ. À, lát nữa chúng ta sẽ dâng trà cho bà nội, cô phải thật lễ phép." "Vâng, vâng ạ." À. Thế là cả buổi tiệc, cô và anh chỉ nói với nhau vài câu. Cô biết anh rất thương Châu Lão Phu Nhân Châu Lão Phu Nhân cũng không khó như lời đồn Bà đối với cô rất dịu dàng Cả buổi tiệc bà đã nói cho cô những nguyên tắc ở nhà họ Châu Châu Lão Phu Nhân có vẻ rất yêu thương Bảo Châu Thấy thế ông Thức cũng yên tâm hơn Nếu có được sự yêu thương của Châu Lão Phu Nhân Thì sẽ có ưu thế trong việc hợp tác bà thu đang tiếp khách nên không để ý đến bảo châu còn bảo ngọc cô ta đang nhìn anh rể của mình vẻ mặt căm tước trong lòng đặt ra vô số câu hỏi rõ ràng nói anh ta xấu xí lại mắc bệnh sao bây giờ lại đẹp trai như thế sau khi buổi tiệc kết thúc khánh tường lái xe đưa bảo châu về nhà trên đường đi cả hai đều im lặng Bảo Châu nhớ rõ lời ba dặn, phải cố gắng giành được sự yêu thương từ nhà họ Châu. Sau đó, thuyết phục Khánh Tường nói giúp vào việc công ty. Tuy rằng Khánh Tường là giảng viên, nhưng anh có cổ phần lớn trong công ty. "Anh có thể cho em hỏi, khi về nhà, em có cần chú ý điều gì không ạ?" Khánh Tường nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lùng, tay Bảo Châu siết chặt sợ rằng anh im lặng không trả lời một lúc sau khánh tường mới lên tiếng em chỉ cần chú ý phép tắc với bà nội những việc còn lại thì thoải mái còn một việc nói đến đây anh dừng lại nhìn thẳng vào mắt bảo châu em không có tư cách xen vào bất kỳ chuyện gì của tôi đặc biệt là công việc của tôi em hiểu chứ bảo châu siết chặt nắm đấm rốt cuộc cô cũng hiểu vì sao mẹ không cho bảo ngọc gả sang nhà họ châu người chồng này của cô đúng là rất lạnh lùng anh cố ý nhấn mạnh chữ không có tư cách anh đang muốn nhắc nhở đây chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại mà thôi bảo châu cố bình tĩnh vâng ạ à, em sẽ chỉ làm tròn nghĩa vụ của mình cả hai không nói gì thêm chiếc xe phóng nhanh về căn biệt thự khi đến phòng bảo châu nhìn thấy quần áo của mình đã được xếp lại gọn gàng nhưng lại nằm ở một chiếc tủ riêng đặt xa chiếc tủ quần áo của anh khánh tường sau khi quay về thì vào phòng sách làm việc bảo châu tắm và thay một chiếc váy ngủ thoải mái gương mặt không trang điểm tóc búi cao cô bước xuống phòng khách thì gặp quản gia chào cô chủ tôi là quản gia ở đây châu lão phu nhân đã căn dặn sau khi cô chủ về nhà thì uống một ít sữa vâng ạ à, thế còn khánh tường anh ấy cũng uống sữa ạ à? vâng à tôi muốn học cách làm những món mà anh ấy thích gì cứ làm rồi tôi sẽ học ạ à. nói rồi bảo châu cùng tiến vào bếp quản ra được châu lão phu nhân giao nhiệm vụ theo dõi bảo châu cứ tưởng rằng cô là một tiểu thư khó gần không ngờ cô lại lễ phép như thế. Một lúc sau, Bảo Châu cầm cốc sữa trên tay. Cô trần trừ, không dám tiến vào phòng sách. Lúc nãy, cô nghe quản gia nói. Lúc thiếu gia làm việc, rất ghét bị người khác làm phiền. Bỗng nhiên, cửa phòng sách mở ra. Bảo Châu vẫn còn quấn theo dòng suy nghĩ ban nãy. Cô hơi bất ngờ vì cánh cửa mở. Chiếc cốc trên tay rơi xuống nền đất. Quản gia nghe thấy tiếng động, biết là xảy ra chuyện, quản gia vội vàng đến xem thử. Đến nơi, bà chỉ cúi đầu lo sợ. Khánh Tường đang đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn Bảo Châu và cốc sữa kia. Còn Bảo Châu, cô bối rối, không biết nên giải thích thế nào. Đây là lần đầu cô hồi hộp như thế. Cô không ngờ, ngay ngày đầu đã gây ấn tượng xấu cho Khánh Tường như thế. Quản gia sợ rằng Khánh Tường sẽ mắng Bảo Châu, bước đến định giúp cô dọn dẹp. "Để đấy đi." Câu nói của Khánh Tường khiến động tác của quản gia dừng lại. "Cô ở đây làm gì?" Bảo Châu nhìn thẳng vào mắt anh trả lời. "Lúc nãy em thấy anh làm việc nên đã nhờ dì quản gia pha một cốc sữa cho anh, nhưng nhưng sợ làm phiền anh nên em đứng ở đây." Khánh Tường nghe Bảo Châu giải thích xong Anh không trả lời cô Mà nhìn sang dì quản gia Dọn đi Không được để mùi sữa Ở nơi làm việc của tôi Nói rồi anh nhanh chân bước về phòng Bảo Châu không đuổi theo Cô tự tay dọn lại cốc sữa đã vỡ Dì quản gia nhìn thấy nét mặt cô hơi buồn Nhẹ giọng an ủi Cô chủ đừng buồn Trước giờ tính tình cậu chủ luôn như vậy nếu hôm nay không có lễ cưới thì biết mình lỡ lời, dì quản gia im lặng không nói tiếp. "Dì cứ nói đi ạ." À. "À, nếu hôm nay không có lễ cưới thì cậu chủ cũng không về nhà đâu." "Cậu ấy ít khi về nhà lắm, vừa về là vào buổi sáng hôm nay thôi." Dì quản gia đã cung cấp một số thông tin về Khánh Tường, Bảo Châu đã hiểu một chút về tính cách của anh cô quyết định sẽ từ từ chiếm thiện cảm của anh cô không dám nói thích nhưng nếu anh có cái nhìn tốt về cô thì việc hợp tác giữa hai nhà cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều sau khi quay về phòng bảo châu nhìn thấy khánh tường đứng bên cửa sổ cô định bước đến xin lỗi anh thì mùi thuốc làm cô khó chịu bảo châu ho liên tục vội bước vào phòng tắm Khánh Tường vội ném điếu thuốc vào thùng rác. Anh đã quen cuộc sống một mình, quên rằng giờ đây còn có một người bên cạnh anh. Người này còn không chịu được mùi thuốc lá. Khánh Tường rất ít khi dùng thuốc lá, chỉ những lúc anh muộn phiền mới dùng đến nó. Hôm nay, bà nội đã buộc anh phải chuyển công tác về thành phố. Thái độ của bà rất kiên quyết, anh đã từ chối nhiều năm, lần này không thể trốn tránh một lúc sau bảo châu từ phòng tắm bước ra gương mặt cô vỉ ho mà ửng đỏ lúc này khánh tường mới nhìn kỹ gương mặt không trang điểm của bảo châu làn da trắng đôi môi đỏ hồng tự nhiên đôi má vì ho mà ửng đỏ gương mặt có chút dễ thương cô không thích thuốc lá à vâng không phải không thích mà do em chưa quen thôi ạ à. sau này em sẽ tập quen dần tập quen vì sao phải tập quen? Ờ, vì sau này anh sẽ hút mà. Em sẽ không ngăn cản anh đâu." Khánh Tường cảm nhận nhịp tim mình đang đập loạn khi nhìn vào mắt cô. Anh không trả lời, vội bước đến giường ngủ. Bảo Châu tự mình mỉm cười. Lúc nãy, cô đã cầu cứu Diệu Thư cách lấy lòng đàn ông. Diệu Thư bảo, "Phải giả vờ ngây thơ, ủng hộ theo sở thích của anh ta." Điều này đã được Bảo Châu tiếp thu vô cùng nhanh. Tối hôm ấy, Bảo Châu đã chuẩn bị tinh thần cho việc vợ chồng. Nhưng cô không ngờ rằng Khánh Tường vừa nằm xuống đã ngủ. Bảo Châu một mình nhìn lên trần nhà, nằm suy nghĩ. Cô không ngủ được. Cô nhìn người đàn ông xa lạ đang nằm bên cạnh mình. Trong lòng có chút chua xót. Ai cũng bảo cô có được một người chồng vừa đẹp trai, vừa giàu có nhưng chỉ cô mới biết mình thất vọng đến nhường nào. Từ nhỏ, cô đã mong muốn cưới được một người yêu thương mình, vì từ nhỏ cô đã thiếu tình thương, nên cô lại càng khao khát một mái ấm hơn nữa. Một dòng nước mắt lan dài trên gò má của Bảo Châu, cô vội vàng gạt đi. Đột nhiên, cô nghe thấy âm thanh của người bên cạnh. Cô nhìn sang thì thấy Khánh Tường đang nhìn mình chăm chú anh hỏi cô bằng giọng trầm thấp sao lại khóc em em tưởng anh ngủ rồi tôi hỏi sao em lại khóc không có sao ạ à? anh ngủ đi đã muộn rồi bảo châu né tránh ánh mắt của anh cô xoay người sang hướng khác một lúc sau khánh tường tiếp tục hỏi cô không muốn gà vào nhà họ châu à tôi tưởng rằng các người rất hạnh phúc khi được gả vào nhà chúng tôi." Bảo Châu nghe thấy thế, cô lập tức xoay người, nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh nói vậy là có ý gì? Không phải cô cưới tôi là vì hợp đồng kia sao? Cô thấy tôi không vừa mắt, hay là thấy lợi ích của hợp đồng kia chưa đủ?" Anh cẩn thận lời nói một chút. "Đúng là tôi cưới anh vì hợp đồng đấy, nhưng tôi cũng là vì công ty nên mới làm thế." nhưng 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 hôm nay tôi khóc vì thấy nhớ nhà thôi bảo châu cắn răng xoay người sang hướng khác cô đúng điên rồi lúc nãy cô quên mất mà cãi nhau với anh ta nếu anh ta phát điên thì hợp đồng kia phải làm sao khánh tường nhìn theo bóng lưng bảo châu anh thật sự ghét kiểu hôn nhân thương mại này vì anh nghĩ những cô thiểu thư ấy chỉ vì muốn tiền và danh vọng mà thôi họ chỉ biết chăm sóc cho bản thân chạy theo những nhu cầu của họ mà không quan tâm đến gia đình nhưng lúc nãy nhìn thấy cô gái nằm bên cạnh rơi nước mắt trái tim anh có một cảm giác vô cùng kỳ lạ có thể là đau lòng có thể là thắc mắc anh thật sự muốn biết rõ lý do vì sao cô phải khóc sáng hôm sau khánh tường theo thời gian sinh hoạt nên thức dậy rất sớm anh không ngờ rằng bảo châu còn thức sớm hơn anh anh nhìn thấy ánh đèn trong phòng tắm năm phút sau bảo châu bước ra ngoài với chiếc váy màu xanh lam tóc được thắt bím gương mặt tinh tế xinh đẹp cô mỉm cười với anh giọng dịu dàng anh đã thức rồi sao bây giờ em sẽ xuống bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng anh muốn ăn gì ạ à? ờ tôi tôi ăn gì cũng được nói rồi khánh tường bước vào phòng tắm khánh tường mỉm cười nhìn chiếc nhẫn trên tay anh bỗng cảm thấy hứng thú với cô gái này buổi tối vừa cãi nhau với anh bây giờ lại nói chuyện đúng mực với anh như thế không giống những cô gái ngoài kia cãi nhau sẽ giận dỗi Cô còn thức dậy từ sớm, không giống những cô tiểu thư thức khuya dậy trễ. Bảo Châu xuống phòng bếp, dì quản gia và chị giúp việc ngạc nhiên nhìn cô. "Cháu xuống xem có giúp gì được không ạ?" "Cô chủ cứ ngủ thêm đi, chúng tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng ạ. Đến 6 giờ 30, cô chủ hãy xuống dùng." Dì quản gia trả lời. "Cháu đã quen rồi ạ, không sao đâu." Nói rồi cô tiến vào bếp Thuần thục nấu ăn Đến 6 giờ sáng Châu lão phu nhân nhìn thấy không khí trong nhà vui vẻ hơn hẳn Ngoài phòng khách Khánh Tường và ba Đang ngồi đọc báo Trong nhà bếp Bảo Châu và bà Phương Đang chuẩn bị bàn ăn Tiếng cười nói vàng vọng khắp nơi Dì quản gia Nhìn thấy Châu lão phu nhân Châu lão phu nhân đã đến rồi ạ Đồ ăn sáng cũng đã chuẩn bị xong Mời Châu lão phu nhân. Bảo Châu nghe nói thế thì bước đến mỉm cười, cô dịu dàng nắm tay Châu lão phu nhân. Bà nội thức rồi ạ? À? Con và mẹ đã chuẩn bị xong rồi ạ. À? Con thức sớm vậy sao? Ngoan ngoãn như vậy, nhà họ Đinh đúng là biết dạy dỗ con mà. Châu lão phu nhân vừa nói vừa mỉm cười, khác hoàn toàn với thời gian trước, bà luôn khó tính. Với tất cả mọi người. Bà nội quá khen ạ. Bà nội ngồi trước, cháu lên phòng khách mời ba và anh Tường ạ. Được rồi, phải gọi là chồng, hai đứa đã thành vợ chồng rồi mà. Vâng ạ. Khánh Tường vừa bước vào phòng bếp thì nghe được câu nói của bà nội. Anh nhìn thấy mặt Bảo Châu ửng đỏ vì ngượng ngùng. Ông Trọng Đình nghe thấy thì bật cười lớn không cần mời ba và chồng con đâu. Đúng là có cháu dâu nên châu lão phu nhân nhà chúng ta tâm trạng cũng ổn lên rất nhiều. Ông Trọng Đình tuy là một doanh nhân thành đạt nhưng ở nhà lại là người bị châu lão phu nhân mắng nhiều nhất. Con im lặng một chút đi, mới sáng sớm đã muốn bị mắng trước mặt con dâu à? Bà Phương mỉm cười, cả nhà ăn cơm trong im lặng. Đến khi châu lão phu nhân hỏi trước, các thành viên trong gia đình mới trả lời khánh tường chuyện chuyển công tác về đây khi nào con thực hiện bảo châu ngạc nhiên nhìn khánh tường cô tưởng rằng vài ngày nữa anh sẽ trở về thành phố làm không ngờ bà nội lại muốn anh chuyển công tác về đây con vẫn đang suy nghĩ ạ à? sao suy nghĩ lâu thế chuyển công tác cũng không dễ gì con nên quyết định sớm đi không thể có lựa chọn khác sao nội. Con muốn vợ mình phải sang một thành phố khác cùng con à? Chẳng lẽ con để vợ mình ở nhà một mình sao? Con hỏi vợ con xem nó có muốn hay không? Khánh Tường chuyển tầm mắt sang Bảo Châu. Bảo Châu không ngần ngại trả lời. Cháu không sao đâu ạ. Nếu anh ấy bận thì cháu sẽ đợi được. Bà nội mỉm cười nhìn cô. Con không sợ nó đi lâu rồi sẽ có người phụ nữ khác à? Còn đấy, đừng tin vào lời đàn ông." Khánh Tường nhanh chóng lên tiếng. "Bà nội à, con không biết ai là cháu nội nữa." Ăn sáng xong, Bảo Châu quay về phòng cắm hoa. Lúc này, cô nhận được điện thoại của ông Thức. "Alo, con nghe ạ." À? "Con sang bên đấy thế nào? Có nhớ lời ba dặn không? Con vẫn tốt ạ." À? "Ừm, chuyện hợp đồng bị hoãn lại." Bà sợ rằng có việc gì ngoài ý muốn Bị hoãn lại à Con không nghe nói Con vừa đến nên cũng chưa tiện hỏi công việc Sao lại không tiện Chẳng phải con gả sang đấy Để giúp ba sao Nhưng con chỉ mới đến Cô chưa trả lời xong Thì ông Thức đã tắt máy Từ sáng cô đã mong đợi điện thoại Của bà Thu và ông Thức Nhưng chẳng có ai gọi cô cả đến khi nhận được điện thoại bảo châu rất vui nhưng không ngờ vì công việc mà ông gọi đến ông thậm chí không hỏi đến sức khỏe cô thế nào có ai ức hiếp cô không bảo châu siết chặt điện thoại trong tay cô từng muốn đến đây để trốn tránh những tổn thương từ chính ngôi nhà của mình nhưng khi đến đây bảo châu vẫn đau lòng vì sự lạnh lùng thở ơ của ba mẹ mình khánh tường vào phòng thấy bảo châu đang đứng một mình nhìn ra ngoài cửa sổ gương mặt thẫn thờ anh bước đến gõ cửa sổ bảo châu nghe tiếng gõ thì ngơ ngác nhìn anh nắng chiều phả vào gương mặt cô gái gió làm mái tóc cô bay bay chỉ vài giây ấy cũng khiến khánh tường chìm đắm bảo châu mỉm cười sao ạ bà nội bảo cô xuống nhà đấy vâng ạ Bảo Châu và bà nội cùng đi dạo ngoài vườn. Cô nhìn thấy một khoảng đất trống, liền xin phép bà nội trồng hoa ở đấy. Bà nội ngay lập tức đồng ý. Chiều hôm đó, Bảo Châu vô cùng bận rộn. Cô thay một bộ đồ gọn gàng, tóc búi cao, cô cùng chị giúp việc trồng hoa ngoài vườn. Khánh Tường hút thuốc trên lầu, anh nhìn thấy tất cả cảnh ấy. Anh ngơ ngác nhìn cô gái. Thân hình nhỏ nhắn Mặc đồ giản dị Gần gũi với mọi người Không hề giống với hình tượng Một cô tiểu thư giàu có Một tuần sau Khánh Tường phải trở về trường Để sắp xếp công việc Cuối cùng anh vẫn quyết định chuyển công tác Anh trở lại thành phố kia Để sắp xếp lại một số công việc Trước ngày anh đi Anh vẫn không nói với Bảo Trông Bảo cho biết được tin ấy Từ bà nội bảo cho bên ngoài tỏ ra buồn bã, nhưng thật ra cô đang âm thầm vui mừng. Buổi tối, khi Bảo Châu chuẩn bị đi vào giấc ngủ, Khánh Tường lên tiếng. "Ngày mai tôi trở về trường xử lý một vài công việc." "Vâng, ngày mai em cũng đi làm trở lại ạ." À. "Em em không có gì muốn nói sao?" "Không ạ." Khánh Tường không vui, anh cứ tưởng rằng cô sẽ yêu cầu anh về sớm hoặc muốn đi theo anh không phải những cô gái trên mạng đều bám người yêu như vậy sao sáng hôm ấy khánh tường thức tử rất sớm anh không rời giường ngay mà nằm im lặng nhìn cô gái bên cạnh ngủ đây là lần đầu tiên khánh tường thấy lưu luyến khi rời khỏi nhà chính anh cũng không hiểu đây là cảm xúc gì ánh mắt khánh tường rơi vào làn tóc rối của cô đôi lông mi cong, chiếc mũi thẳng, đôi môi hồng. Đến khi chiếc báo thức bên cạnh reo, Khánh Tường giật mình ngồi dậy. Anh bối rối bước vội vào nhà tắm. Bảo Châu ngơ ngác nhìn anh. Đến khi Khánh Tường ra khỏi nhà, anh chào tạm biệt tất cả mọi người trừ Bảo Châu. Bảo Châu chỉ mỉm cười nhìn anh. 7 giờ sáng, Bảo Châu có mặt ở công ty. Nhiều đồng nghiệp đến chúc mừng Bảo Châu việc bảo châu đã kết hôn bảo châu lấy lý do kết hôn để xin nghỉ việc nhưng cô không tiết lộ đối tượng kết hôn của mình là ai hôm nay việc ký hợp đồng của tập đoàn nhà họ châu và nhà họ đinh sẽ diễn ra bảo châu vô cùng mong đợi nếu việc này diễn ra thuận lợi cô sẽ an tâm hơn bà cô cũng đã hứa nếu việc công ty được giải quyết xong nếu nhà họ châu đối xử tệ với cô ông ấy sẽ đón cô về nhà thế nhưng bảo châu lại thấy nhà họ châu đối xử với cô rất tốt thậm chí còn tốt hơn khi ở chính ngôi nhà của mình buổi tối khi về đến nhà bảo châu không nghỉ ngơi mà trực tiếp vào bếp bà nội rất thích sự chăm chỉ của cô nhưng khi nhìn thấy bàn tay đầy những vết chai của cô bà đã biết cô gái này khi còn sống ở nhà họ đinh chắc chắn đã rất vất vả bà đã cho người điều tra về cuộc sống của bảo châu trước kia những ngày tiếp theo đó sau khi tan làm bảo châu sẽ về vườn và học làm bánh khánh tường có vài lần gọi điện về cho bà nội anh nói vài ngày nữa mình sẽ về anh thông qua lời bà nội để biết thông tin về cô gái nhỏ kia đến giờ, hai người vẫn chưa có số điện thoại của nhau. Anh chưa từng gọi điện tìm cô, cô cũng không gọi điện để làm phiền anh. Bảo Châu sợ rằng bản thân mình sẽ làm phiền nên không gọi đến cho anh. Còn Khánh Tường, anh sợ rằng bản thân sẽ để lộ quá nhiều tình cảm với cô. Việc Khánh Tường sắp quay về, bà nội không nói cho ai biết, bà muốn tạo cho Bảo Châu một bất ngờ chiều ngày hôm ấy ánh nắng mặt trời chiếu vào từng kẽ lá trong khu vườn một chiếc xe lái vào cửa mở ra một người đàn ông cao lớn bước vội vàng vào nhà gương mặt khánh tường có phần mệt mỏi khi bước vào phòng khách quản gia bước đến nhận hành lý khánh tường vội hỏi có ai ở nhà dạ bà đang trên phòng khách ông chủ và bà chủ đến công ty vẫn chưa về Cô chủ ạ, à, thì lúc nãy xin phép về nhà rồi ạ. À. Về nhà? Dạ, là nhà họ Đinh ạ. À. Một cảm giác hụt hẫng dâng lên trong trái tim Khánh Tường. Công việc vừa giải quyết xong, anh vội lái xe về, chỉ để nhìn thấy cô. Khánh Tường tức giận, bước về phòng mình. Dì quản gia im lặng, nhìn theo anh. Bà lên phòng, báo cáo tình hình với Châu Phu Nhân. Châu Phu Nhân mỉm cười buổi sáng bà đã cố tình nói với bảo châu về thăm gia đình bà muốn xem thử phản ứng của khánh tường thế nào khánh tường vào phòng nhìn chậu hoa hướng dương vẫn còn tươi kia anh nhìn thấy hình bóng cô gái nhỏ đang đứng cắm hoa đôi môi mỉm cười dịu dàng bảo châu trước mặt biến mất khánh tường khó chịu bước vào phòng tắm Đến 6 giờ tối, Khánh Tường không xuống nhà dùng cơm. Một mình anh đứng ngắm nhìn những cành hoa cô trồng, trên tay cầm điếu thuốc. Buổi tối, Khánh Tường một mình nằm trên giường. Anh nhắm mắt rất lâu nhưng không ngủ được. Một lúc sau, Khánh Tường vội cầm chiếc áo khoác, lái xe ra ngoài. Từ khi quấy nhau, anh chưa từng đến nhà họ Đinh. Khánh Tường lái xe rất nhanh đến biệt thự nhà họ Đinh. Bảo Châu đang lau dọn phòng bếp thì nghe tiếng chị giúp việc báo là có khách đến. Khi Bảo Châu từ phòng bếp bước ra, ông Thức đang chào đón Khánh Tường nhiệt tình. Khánh Tường nhìn cô nhíu mày, trong lòng anh khó chịu suy nghĩ, đã 10 giờ tối rồi, cô vẫn còn làm gì dưới bếp? "Con ngồi đi." Ông Thức mỉm cười khi ông nhìn thấy bảo châu bước đến thì nói với cô con vào phòng bếp ừ, chuẩn bị ít nước cho chồng con đi không cần đâu khánh tường lạnh lùng lên tiếng trễ rồi em nghỉ ngơi trước đi ông thức ngầm hiểu ý con rể đúng vậy trễ rồi hai vợ chồng con lên trên phòng nghỉ ngơi trước đã có chuyện gì thì mai nói nhá ba lên phòng trước sau khi ông thức đi, bảo châu bước đến gần anh hơn, giọng dịu dàng: anh về khi nào thế ạ? À? buổi chiều. anh đã ăn gì chưa? lúc này khánh tưởng mới nhớ ra là mình chưa ăn gì cả. bảo châu thấy anh im lặng, thì cô quay trở lại phòng bếp. một lát sau, cô cầm trên tay một ly sữa nóng đưa cho anh. khánh tưởng vô tình thấy vết băng trên tay cô, anh nhíu mày. Mới về nhà một hôm Đã bị thương sao À do em không cẩn thận ạ à. Phòng em ở tầng 2 Có hơi nhỏ Anh... Lúc tôi đi làm chỉ ngủ ở dưới đất thôi Em không cần khó xử Sau khi uống xong Cả hai cùng vào phòng Bảo Ngọc đang nấp sau cánh cửa Nhìn theo bóng lưng hai người Bằng ánh mắt ghen tị Khánh Tường rất ấn tượng Với căn phòng của Bảo Châu Tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng, cô có một tủ sách lớn, ngoài sách ra căn phòng không có gì giá trị nữa. Khánh tường cởi chiếc áo khoác ngoài, mệt mỏi nằm trên giường. Bảo Châu từ phòng tắm bước ra thì anh đang ngủ rồi. Cô nhìn gương mặt mệt mỏi của anh. Bảo Châu nhìn thấy anh ngủ nhưng vẫn nhíu mày thì bật cười, cô thầm nghĩ, người này đến lúc ngủ vẫn lạnh lùng. Bảo Châu đưa tay Xoa chán anh Khánh Tường đột nhiên mở mắt Nắm chặt tay cô Em làm gì vậy Em em thấy anh không thoải mái Nên em Ánh mắt Khánh Tường rơi vào chiếc xương quay xanh của cô Anh lập tức rời mắt Được rồi ngủ thôi Vâng ạ Chiếc giường nhỏ giúp thu hẹp khoảng cách hai người Khi Bảo Châu mơ màng sắp ngủ Khánh Tường lên tiếng hỏi cô vì sao không đợi tôi về em em không biết rằng hôm nay anh sẽ về bảo châu em có từng nghĩ khánh tường không nghe cô trả lời anh nhìn sang thì thấy cô đã ngủ khánh tường nhẹ nhàng tiến đến tay xoa gỏ má cô khoảng thời gian ở trường anh rất nhớ cô hai người quen nhau chưa lâu nhưng hình ảnh cô mỉm cười nhìn anh đã khắc sâu trong tâm trí khánh tường anh không dám khẳng định là đã yêu cô, vì anh không biết tình yêu là gì, nhưng anh thật sự rất nhớ cô. Ông Thức sau khi về phòng thì không ngủ ngay. Dù việc ký hợp đồng với nhà họ Châu đã diễn ra thuận lợi, nhưng ông vẫn muốn công ty phát triển hơn nữa. Ông đã đề cập việc này với Khánh Vinh, nhưng Khánh Vinh không đồng ý. Chỉ tiếc là Bảo Châu cưới khánh tường chứ không phải khánh vinh dù khánh tường có cổ phần trong công ty nhưng lại không can thiệp vào việc công ty ông thức tìm sự trợ giúp từ những công ty khác nhưng điều kiện lại quá khắt khe có người còn muốn lên giường với con gái ông bảo ngọc thì chắc chắn ông không đồng ý còn bảo châu thì đã cưới chồng cả đêm trằn trọc không ngủ cuối cùng ông thức quyết định sẽ dùng bảo châu để lấy hợp đồng này ông cho rằng khánh tường không có tình cảm với bảo châu dù sao thì cũng chỉ là một đêm sáng hôm sau bảo châu thức dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng khi khánh tường xuống phòng khách thì ông thức đang ngồi đọc báo con rể thức rồi à mong ngồi xuống đây với ba vâng bảo châu đâu rồi ạ nó đang trong bếp đấy Đến giờ ăn Khánh Tường mới nhìn thấy bà Thu Và Bảo Ngọc vào bàn Anh nhíu mày suy nghĩ Sao vì sao cùng là chị em Nhưng Bảo Ngọc lại được yêu thương Còn Bảo Châu Phải làm việc vất vả như thế Hơn nữa Thái độ của Bảo Ngọc Đối với chị mình cũng không tốt Cả nhà vừa ăn Vừa trò chuyện vui vẻ Bảo Ngọc nhìn anh rể mình không chớp mắt ông là giảng viên nhưng thân hình lại cường tráng gương mặt điển trai thần sắc lạnh lùng rất hờ với kiểu người mà cô thích ông thức mỉm cười bảo châu hay là con ở lại đây thêm vài ngày nữa mẹ và em con rất nhớ con đấy bảo châu ngạc nhiên vì lời đề nghị của ba mình từ lúc cô gả đi không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào của mẹ và bảo ngọc sao bây giờ lại nói nhớ chuyện này con phải xin phép ạ à? đúng vậy đúng vậy ông thước nhìn bà thu bà thu lập tức hiểu ý con gái à nếu bên nhà thông gia đồng ý thì con hãy về đây vài hôm nhé mẹ sẽ làm vài món ngon mà con thích bảo châu mỉm cười chua xót mẹ biết món cô thích sao từ nhỏ tới lớn mẹ chưa từng nấu cho cô ăn vâng ạ à. ông thước nghe được câu trả lời của cô thì mỉm cười hài lòng. Ông quay sang nói với Khánh Tường: "Con dề à, vợ con về nhà ba mẹ vài hôm, con sẽ không muộn phiền gì chứ? Không ạ, à, tùy ý cô ấy thôi." Trong lòng Khánh Tường đang cầu mong bà nội đừng đồng ý. Nếu không cô gái này thật sự phải về nhà ba mẹ vài hôm rồi, nhưng kết quả lại khiến anh thất vọng. Bà nội chẳng những cho phép mà còn cho phép ở lại. Trong thời gian dài Riêng Khánh Tường thì bà nội không nói Là sẽ ở cùng cô hay về nhà Cả ngày hôm đấy Khánh Tường ngồi trong phòng Bảo Châu đọc sách Đến trưa khi Bảo Châu tưới hoa xong Về phòng Nhìn thấy anh đang đọc sách chăm chú Cô thắc mắc Anh đã chuyển về đây làm rồi ạ à? Ừ Khánh Tường trả lời Nhưng mắt vẫn nhìn vào sách vậy thứ hai anh sẽ đi làm lại sao ừ nếu em ở lại đây thì anh về nhà có ổn không ạ khánh tường tức giận đóng sách bao nhiêu năm qua không có cô thì vẫn sống đây thôi cô muốn ở lại bao lâu thì cứ ở đi nói rồi anh bước ra ngoài bảo châu không hiểu lý do vì sao anh tức giận như thế cũng không biết dụ anh thế nào đây cô lặng lẽ dọn phòng sau đó xuống bếp làm một ít bánh ngọt. Định sẽ dụ anh bằng chút bánh ngọt ấy. Khánh Tường ngồi một mình ngoài vườn. Lúc nãy vì giận quá mà anh bảo cô muốn ở lại bao lâu cũng được. Nếu lỡ cô ấy ở lại đây một tháng thì sao? Lúc nãy Khánh Tường vì hiểu lầm câu hỏi của cô nên mới tức giận. Cô còn hỏi anh về nhà có ổn không? Cô không biết là anh sẽ ở lại với cô sao? chào anh rể ạ à. bảo ngọc đột nhiên xuất hiện ừ khánh tường lạnh lùng trả lời sao anh ngồi một mình thế anh cãi nhau với chị em sao khánh tường nhíu mày nhìn bảo ngọc cô mặc một chiếc váy trắng hơi ngắn chiếc váy cắt xẻ vòng một rất táo bạo nếu chỉ vô tình cúi người một chút cũng đủ đấy những cảnh xuân bên trong sao em biết à lúc nãy Em đi ngang phòng Thì có nghe tiếng anh chị Anh rể đừng giận chị em Từ nhỏ tính tình chị em Đã khó chịu thế đấy Chị em khó chịu sao Khánh tưởng muốn nghe cô em gái này Sẽ nói gì về chị mình Đúng vậy Chị em á Nhìn bên ngoài dịu dàng như thế Nhưng nếu đã tức giận Thì không ai biết chị em sẽ làm gì đâu Với lại có một vài chuyện Em không biết có nên nói với anh không nữa bảo ngọc vừa nói vừa tiến đến gần khánh tường em cứ nói đi khánh tường rời mắt không nhìn cô lúc ba em bảo sẽ gả chị em cho anh chị em nhất định không đồng ý vì nghe bên ngoài nói rằng anh á là một người rất đáng sợ gương mặt lại xấu xí à cũng không biết là ai tung tin xấu về anh nữa nhưng tính tình anh quả thật không tốt nhưng thật may anh rất vừa ý chị của em nói rồi khánh tường bước vào nhà mà không nhìn đến bảo ngọc lần nào nữa bảo ngọc tức giận quay về phòng vốn dĩ cô đã chọn chiếc váy gợi cảm như thế nhưng anh vẫn không động lòng bảo ngọc không chịu thua cô sẽ lên kế hoạch để có được anh rể này lúc khánh tường bước vào nhà khánh tường bước vào phòng bếp lấy ít nước uống thì nhìn thấy bảo châu đang mang tạp dề tóc búi cao cô đang chăm chỉ trang trí chiếc bánh của mình khánh tường đứng tại chỗ nhìn cô rất lâu một lúc sau bảo châu nhìn thấy anh cô cầm chiếc bánh kem nhỏ hình trái dâu trên tay bước đến đưa cho anh cho anh này khánh tường nhìn chiếc bánh dâu vì sao lại cho tôi không phải lúc nãy anh giận sao? Cho anh bánh kem thì anh sẽ không giận nữa. Cô tưởng tôi là trẻ con à? Nói rồi, Khánh Tường lấy chiếc bánh kem từ tay cô, bước đi. Bảo Châu ngơ ngẩn nhìn theo anh. Nếu cô nhìn không nhầm, thì lúc nãy Khánh Tường đang mỉm cười. Đó không phải là nụ cười thường ngày, mà nó mang một sự hạnh phúc Bỗng nhiên, Bảo Châu rất thích nụ cười ấy, cô muốn anh mỉm cười mỗi ngày với cô. Khánh Tường quay trở về phòng, anh cẩn thận ngắm nhìn chiếc bánh kem mà không nỡ ăn, nhưng cuối cùng vì sợ bánh sẽ chảy nên Khánh Tường đã từ từ thưởng thức nó. Anh đang suy nghĩ cách để ở lại đây cùng cô. Nói rồi, anh lấy điện thoại gọi cho bà nội, xin phép bà sẽ ở lại đây cùng Bảo Châu nhưng anh lại nói với bảo châu là bà nội không yên tâm nên bảo tôi sang đây ở cùng cô đồ đi làm của anh được tài xế mang đến hôm ấy vì chiếc bánh kem nhỏ mà tâm trạng khánh tường vô cùng tốt anh cầm điện thoại bảo châu nhập vào số điện thoại của mình rồi bảo với cô có việc gì thì gọi tôi buổi chiều khi ông thức ta làm về thì biết được khánh tường cũng sẽ ở lại ông hơi lo lắng cho kế hoạch của mình bà thu cả ngày ngồi trong phòng học theo bà không quan tâm điều gì cả ngoài bảo ngọc và chồng bà bà không quá nghiêm khắc với bảo châu nhưng cũng chẳng để lộ ra tình mẹ con nào với cô cả bảo châu ở nhà chỉ làm việc trong bếp rồi đến ngoài vườn thời gian rảnh cô sẽ đọc sách những điều ấy Khánh Tường đã quan sát được. Anh còn nhớ ngày cưới, khi anh nắm tay cô, cảm giác bàn tay có nhiều vết chai ấy đã để lại ấn tượng trong lòng anh. Sáng thứ hai, Khánh Tường thức dậy từ sớm để chuẩn bị đi làm. Bảo Châu vẫn lặp lại công việc hàng ngày. Khi cả nhà đang ăn sáng cùng nhau, Khánh Tường lên tiếng. "Hôm nay con sẽ đến chỗ làm mới nhận việc." có thể buổi tối sẽ không về ạ à? ông thức mỉm cười kỳ lạ được được công việc của con thường xuyên bận rộn mà sau khi ông thức đến công ty ông gọi điện đến đối tác lần trước hẹn đến một khách sạn dùng tiệc ông sẽ đưa cả con gái của mình đến sau khi tắt máy ông chủ động gọi điện cho bảo châu con đi ạ à? có việc gì thế ba Bảo Châu rất vui khi được ba gọi điện đến Tối nay con có bận việc gì không? Không ạ à. Vậy thì 8 giờ Theo ba đến một buổi tiệc của công ty Tiệc công ty ạ? À? Trước giờ con chưa từng dự Không sao Hôm nay Bảo Ngọc bận Con đi thay em coi một lần Sau này con và em sẽ cùng nhau gánh vác sự nghiệp cho ba Ba rất tin tưởng hai con Bảo Châu trần trừ nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Sau khi tan làm, cô mua một chiếc váy dự tiệc mới. Buổi tối, bà Thu và Bảo Ngọc đã về quê thăm bà ngoại bị ốm. Ở nhà chỉ có gì giúp việc. Bảo Châu tự mình trang điểm xinh đẹp, mặc chiếc váy dự tiệc màu đỏ, tuôn lên làn da trắng, vóc dáng xinh đẹp của cô. 7 giờ tối, tài xế đón Bảo Châu đến địa điểm. Bảo Châu một mình ngồi dưới sảnh đợi ba ông thức bà cô đợi ở đấy lúc này khánh vinh cùng một người phụ nữ chuẩn bị thuê phòng anh nhìn thấy bảo châu mặc đồ sang trọng liền gọi điện cho khánh tường em đang ở khách sạn nhật hòa không có đang ở nơi làm việc sao thế à không có gì nhìn thấy em dâu đang ở đây nên hỏi thôi bảo châu à đúng vậy cô ấy ở đấy với ai không biết bây giờ em dâu đang ngồi một mình dưới sảnh anh đến đấy làm gì còn làm gì nữa đương nhiên đi cùng phụ nữ rồi khánh tường không trả lời mà lập tức ngắt máy khánh vinh thấy bảo châu đi cùng ông thức anh không quan tâm mà lên phòng khách sạn cùng phụ nữ bảo châu cùng ông thức lên phòng đặt riêng đó là một căn phòng sang trọng Bên trong chỉ có một người đàn ông Tóc ông ấy đã bạc Ông ấy đã uống tí rượu Nên bước đi không vững Ánh mắt nhìn Bảo Châu Đầy sự ham muốn Bảo Châu nhìn thấy được điều gì đó Cô không dám nói với ông Thức Vì ông Thức đang cố lấy lỏng lão kia Cô sợ rằng ba mình Sẽ không vui Bảo Châu cầm điện thoại Nhưng chẳng biết gọi cho ai Diệu Thư đã đi công tác Cô không có bạn bè gì khác chỉ còn khánh tường nhưng anh đang bận việc cuối cùng bảo châu soạn một dòng tin nhắn gửi cho khánh tường anh đã xong việc chưa bảo châu định nhắn tin tiếp theo thì lão kia đã đến trước mặt cô đây là tiểu thư nhà họ đinh sao Chàm nghe không bằng một thấy quả nhiên có khí chất hơn người nào hãy uống cái chú ly này chúc cho việc hợp tác công ty hai bên thuận lợi ông ta đưa ly rượu đến trước mặt cô bảo châu ngập ngừng định từ chối nhưng cô bắt gặp ánh mắt của ông thức không sao đâu nhà ta và nhà ông vương đây đã quen biết nhiều năm bảo châu cầm ly rượu trên tay cô chỉ uống một tí tay nhanh chóng soạn một dòng tin nhắn đến đón em nhé bảo châu chưa kịp ấn gửi đầu cô bỗng cảm thấy đau nhức một cảm giác kỳ lạ đang xâm chiếm cơ thể cô. Bảo Châu nghe tiếng ông thức, ba đi vệ sinh một tí. Nói rồi ông thức xoay người đi, bảo Châu khó chịu ngồi trên ghế. Ông Vương nhìn cô mỉm cười bước đến gần. Sao thế khó chịu à? Cháu chưa từng uống rượu sao? À vâng không sao ạ. À. Cháu hơi mệt, cháu xin phép về. Bỗng nhiên ông Vương dùng lực nắm tay cô. Về sao? ở lại đây ở lại đây với chú chú làm gì thế buông tôi ra bảo châu dùng chút sức lực của mình để đẩy người đàn ông kia ra cô cố chạy tìm người cứu giúp điện thoại đã bị rơi bảo châu không có thời gian để ý căn phòng quá lớn cô cố tìm cửa nhưng không được cháu không thoát được đâu ngoan nếu cháu nghe lời sau này công ty của chúng ta sẽ ký thêm vài hợp đồng nữa không, chú bỏ tôi ra Ba, ba Bảo Châu cố thoát khỏi ông ta Cô loạn choạng bước đi Lão Vương vội bước theo cô Một lúc sau Bảo Châu ngày càng mất nhận thức Cô sợ rằng bản thân sẽ ngất đi Lúc này Cô nhìn thấy chai rượu trên bàn Bảo Châu chạy nhanh đến Cầm chai rượu đập mạnh vào bàn Âm thanh tàn vỡ vang rồi Bảo Châu siết chặt mảnh vỡ trong tay cơn đau trong lòng bàn tay truyền đến ông đứng lại nếu ông dám làm gì tôi tôi sẽ tự sát ở đây này này đừng như vậy chứ đây đâu phải chuyện gì to tát lúc này bảo châu vô cùng thảm hại cô đang ngồi dưới đất váy dính đầy rượu những giọt nước mắt liên tục rơi trên má thấy ông vương bước đến gần bảo châu cầm mảnh thủy tinh đưa đến cổ cô cố sức hét thật to Dừng lại, nếu như hôm nay tôi chết ở đây, ông tưởng truyền thông sẽ tha cho công ty của ông sao? Lão Vương định cướp mảnh thủy tinh trên tay cô, thì ông bị đá lăn ra đất. Khánh Tường tức giận, đánh ông ta liên tục. Trên người anh vẫn còn mặc trang phục lúc sáng, ánh mắt chứa đẩy những tơ máu. Khánh Tường đánh đến khi ông Vương nằm bất động trên đất. Lúc này Khánh Vinh vội ngăn cản. Được rồi, xem em dâu đã. Lúc này Khánh Tường nhìn thấy tay Bảo Ngọc đầy máu Gương mặt hoảng sợ ngồi một mình ở một góc tường Anh bước đến bế cô Bảo Châu vùng vẫy Thả tôi ra đừng chạm vào tôi Tên khốn Là anh là anh đây Xin lỗi anh đã đến trễ rồi Xin lỗi em Ông Thức đứng bên ngoài Nhìn thấy Khánh Tường đang bế Bảo Châu Ông Vương đang nằm bất tỉnh Khung cảnh vô cùng hỗn loạn Lúc này ông giả vờ bước đến hỏi bằng giọng lo lắng. Có chuyện gì thế? Khánh Tường nhìn ông ta bằng đôi mắt lạnh lùng, anh bước nhanh ra ngoài. Trong bệnh viện, Khánh Tường và Khánh Vinh ngồi bên ngoài. Khánh Vinh biết Khánh Tường đang tức giận. Anh chỉ im lặng mà không nói gì. Điều tra giúp em việc này thế nào? Khánh Tường chậm rãi lên tiếng. Được. Em đã điều tra được một vài thông tin, nhưng những chuyện trong kinh doanh em không can thiệp vào được em đừng quá lo lắng khánh tường im lặng không trả lời khánh tường vâng em đã yêu cô ta sao cô ta cô ấy là em dâu của anh khánh vinh bật cười lớn đúng vậy là em dâu anh không nghĩ em sẽ có tình cảm nhanh như thế anh thật ra em không biết đó có phải là yêu không vậy thì cứ để thời gian chứng minh đi đêm hôm ấy khánh tường ngồi bên cạnh bảo châu cả đêm bảo châu được bác sĩ băng ở tay vết thương không sâu lắm nhưng điều đáng lo ngại là tâm lý của cô ngay cả khi ngủ bảo châu cũng không có cảm giác an toàn cô liên tục kêu cứu mẹ cứu con buông tôi ra khánh tường nhìn đau lòng nhìn cô lúc anh nhận được điện thoại của khánh vinh anh đã cảm thấy kỳ lạ theo như tìm hiểu của anh bảo châu vào công ty là một nhân viên bình thường nhưng hôm nay lại được đi dự tiệc hơn nữa buổi sáng anh cũng không nghe cô nói khánh tường cảm thấy lo lắng nên đã lái xe đến khách sạn trên đường đi nhận được tin nhắn của cô anh càng khẳng định trực giác của mình là đúng tạm thời anh không nói cho cô biết bí mật kia nếu không cô sẽ càng tổn thương hơn sáu giờ sáng bảo châu tỉnh dậy cô thấy đầu mình rất đau hình ảnh người đàn ông đáng sợ kia cứ lặp đi lặp lại trong ký ức của cô cô nhìn xung quanh căn phòng bệnh nhưng không thấy ai cả bảo châu đã quen với điều này lúc nhỏ khi bị bệnh bảo châu tự đánh tự đến bệnh viện khám cô từ từ nhớ lại ký ức ngày hôm qua thật ra lúc trong người khó chịu cô đã biết vấn đề là ở ly rượu Nhớ đến Khánh Tường đã cứu mình Em tỉnh rồi à? Khánh Tường mở cửa ra Trên tay cầm rất nhiều đồ Bảo Châu không trả lời Cô nhìn người đàn ông trước mặt Gương mặt anh mệt mỏi Quần áo sầu sạch Khác hoàn toàn với hình tượng bị thiếu xa hàng ngày Thấy cô không trả lời Khánh Tường bội đặt túi đồ ăn xuống bàn Lo lắng hỏi em thấy đau ở đâu à bảo châu lắc đầu cô đang cần thời gian để bình tĩnh lại vì trong lòng bảo châu luôn đặt ra nghi vấn vì sao bữa tiệc đó chỉ có mình ông vương vì sao khi ông thức vừa ra ngoài thì thuốc trong ly rượu có tác dụng những chuyện này quá trùng hợp bảo châu mong rằng đây không phải sự thật chỉ là do cô quá đa nghi mà thôi bảo châu bảo châu khánh tường thấy cô không trả lời thì rất lo lắng anh định ra ngoài tìm bác sĩ thì bảo châu níu tay anh lại em không sao khánh tường vừa kiểm tra bàn tay bị thương của cô vừa nói sau này em có việc gì cứ lập tức gọi điện cho anh nếu không thì cứ gọi điện cho anh hai sau này đừng tự làm bản thân bị thương như thế em xem tay em bây giờ đã bị thương đến như vậy bảo châu nhìn anh nở một nụ cười chua xót thấy cô rừng rừng nước mắt khánh tường không biết phải làm thế nào em sao thế không sao anh lo lắng cho em em rất vui bây giờ anh đã không gọi em là cô nữa rồi khánh tường bối rối không biết phải nói gì anh quên mất hình tượng lạnh lùng trước kia khi nhìn cô yếu ớt nằm trên giường bệnh anh không còn tâm trí lo nghĩ chuyện gì nữa ăn ít cháo nhé vâng vì tay bị thương bảo châu không thể tự mình búi tóc được khánh tường loay hoay rất lâu mới búi tóc được cho cô tóc cô tỏa ra một mùi thơm rất thu hút anh thời gian này anh rất dịu dàng với cô sau khi biết tin bà nội ông đình và bà phương lập tức đến bệnh viện. Riêng ông Thức, bà Thu và Bảo Ngọc vẫn chưa thấy xuất hiện. Ông Thức đang suy nghĩ cách ứng phó với Khánh Tường. Khánh Tường không phải là người dễ lừa. Buổi tối khi xảy ra chuyện, ông nhìn thấy ánh mắt đó. Ông đã biết Khánh Tường có tình cảm với Bảo Châu. Chuyện ông Vương chắc chắn sẽ chưa dừng lại. Bà nội ở lại bệnh viện rất lâu. Bà rất lo lắng cho Bảo Châu. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Bảo Châu cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình. Bà nội mang đến rất nhiều đồ ăn cho cô, tự tay kiểm tra vết thương trên người cho cô. "Cháu dâu à, sau này có việc gì cũng phải cẩn thận. Bây giờ cháu đã là dâu nhà họ Châu, tuy không công khai nhưng nhiều người sẽ để mắt đến. Cháu phải tự biết cẩn thận." hôm nay xảy ra ngoài chuyện ngoài ý muốn bà nội nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cháu cháu không sao ạ à? cháu xin lỗi vì làm phiền mọi người lần sau cháu sẽ chú ý hơn có cô bé ngốc này phiền gì chứ bà lo cho cháu thôi hai người trò chuyện rất lâu đến khi khánh tường trở về bà nội mới yên tâm giao bảo châu cho khánh tường chăm sóc khánh tường trở về trên tay mang rất nhiều đồ bảo châu mỉm cười nhìn anh khánh tường sao thế em có thể mượn điện thoại anh không em muốn gọi ai ba em em muốn gặp ba em khánh tường trần trừ đưa điện thoại cho cô bảo châu nhấn dãy số khánh tường ra ngoài để cô có không gian riêng có chuyện gì thế con rể là con à bảo châu à vâng ạ à điện thoại con bị hỏng rồi bà bà con có chuyện muốn hỏi ba ông thức biết cô sắp nói điều gì ông chủ động lên tiếng con gái ba xin lỗi vốn dĩ ba không muốn chuyện này xảy ra đâu ba không ngờ ông vương lại là người như vậy ba xin lỗi con con không giận ba chứ bảo châu im lặng một lúc sau cô mới trả lời vâng ạ con không sao được rồi con nghỉ ngơi đi sau khi ngắt máy bảo châu nhìn về hướng cửa sổ nơi màn đêm đã buông xuống những ánh sao lấp lánh ngoài kia bảo châu không phải không muốn tin ba mình nhưng chuyện này đã để lại sự ám ảnh rất sâu trong cô trong lòng cô đang rất mâu thuẫn về những chuyện đã xảy ra khi khánh tường quay về bảo châu đã ngủ anh để chiếc điện thoại mới lên bàn, cầm chiếc áo khoác và điện thoại của mình, bước vội ra ngoài. Sáng hôm sau, Bảo Châu tỉnh dậy, cô không nhìn thấy Khánh Tường, chỉ nhìn thấy chị giúp việc và chiếc điện thoại mới trên bàn. "Cô chủ đã thức dậy rồi sao? Tôi có nấu ít cháo cho cô chủ đây ạ." À? "Vâng, Khánh Tường, à, cậu chủ phải đến trường có chút việc." Cậu chủ có mua chiếc điện thoại mới cho cô chủ. Cậu nói, khi nào cậu quay về sẽ mang chiếc điện thoại cũ đến cho cô. Vâng ạ. À. Bỗng nhiên trong lòng Bảo Châu có chút hụt hận. Chỉ vài ngày, Bảo Châu đã lầm tưởng rằng anh và mình là một đôi vợ chồng ân ái. Anh rửa mặt cho cô, chăm lúc cô ăn, anh rất tận tình và chu đáo. Anh không còn gắt gỏng như lúc hai người mới cưới. Ánh mắt ôn nhu của anh đã khắc sâu trong lòng cô. Những ngày này, chị giúp việc luôn ở bệnh viện chăm sóc cô. Bà nội vì sợ cô buồn nên cũng thường xuyên đến. Đến khi Bảo Châu xuất viện, Khánh tường vẫn chưa trở về. Trên đường về nhà, Bảo Châu không nói nhiều, cô im lặng nhìn phong cảnh bên ngoài. Bà nội biết Bảo Châu đang buồn, bà nhẹ giọng an ủi công việc khánh tường vẫn luôn như thế cháu biết không con nằm ạ nó chẳng về nhà được lần nào nó rất tận tụy với công việc những ngày cháu bị thương ở bệnh viện khánh tường nhận điện thoại liên tục của trường nhưng nó vẫn dành thời gian cho cháu bảo châu à bà hy vọng cháu có thể thông cảm và sẻ chia với khánh tường bảo châu mỉm cười dịu dàng cháu không sao ạ à? bà không cần lo cho cháu ạ à. châu lão phu nhân nhìn thấy cháu rau cười thì hài lòng cháu đừng buồn bà kể chuyện cánh tường lúc nhỏ cho cháu nghe nhé bảo châu liên tục gật đầu đôi mắt mong chờ bà nội mỉm cười tay xoa tóc bảo châu bảo châu dâng dâng nước mắt cô vội nhìn ra cửa để bà không nhìn thấy từ nhỏ bảo châu chưa từng nhận được cảm nhận tình yêu thương tình thân chưa có ai quan tâm cô Nghĩ đến cảm xúc của cô như thế Từ nhỏ Khánh Tường đã ít nói hơn anh nó rất nhiều Nhưng nó Là đứa giàu tình cảm hơn Khánh Vinh Thằng bé Luôn làm mọi chuyện âm thầm Khi thằng bé lên 10 Năm ấy mẹ nó bị ốm rất nặng Nó đã tự học đan len Để đan cho mẹ nó một chiếc khăn Nhưng lại không tự tay đưa cho mẹ Mà đợi đến Noel nhờ Khánh Vinh giả ông già Noel đưa đến cho mẹ nó. Cháu biết không, thằng bé lớn như thế, nhưng lại không biết cách thể hiện tình cảm. Đôi khi, Khánh Tường yêu thích ai đó, thằng bé sẽ càng dễ nóng tận với người ấy. Thích thì tìm cách khiến người ấy giận dỗi, rồi thằng bé sẽ dỗ. Bảo cho bật cười vì tính cách kỳ lạ của anh. Ba nội, vậy bạn gái lúc trước của anh ấy như thế nào ạ à? bạn gái sao thằng bé chưa từng có bạn gái cháu biết không nếu thằng bé không lấy cháu bà cứ tưởng rằng thằng bé bị cái kia rồi đấy chưa từng có sao ạ à? cháu cứ tưởng anh ấy nhiều bạn gái lắm không đâu vì thằng bé chưa từng có bạn gái nên bà sợ cháu sẽ bị thiệt thòi khánh tường không lãng mạn cũng không biết cách bày tỏ tình cảm Bà sợ rằng nếu Khánh Tường có thích cháu, thằng bé sẽ chôn giấu mãi trong lòng. Bảo Châu đỏ mặt cúi đầu. Sao có thể chứ, bọn cháu Bảo Châu à, bà nói thật với cháu, bà rất thương cháu. Bà chưa từng nghĩ đến hợp đồng thương mại gì đó. Bà thương cháu, đơn giản là vì bà cảm nhận được cháu là một người dợ... người rất tốt. Bà hy vọng hợp đồng kia sẽ không ảnh hưởng đến hai đứa sau này. Cháu cứ xem chiếc hợp đồng kia là cầu nối cho duyên phận hai đứa. Đừng nghĩ sau này công ty nhà cháu phát triển thì sẽ bỏ đi. Khánh Tường thật sự rất cần cháu. Đêm mấy Bảo Châu suy nghĩ rất nhiều. Cô không ngờ rằng Châu Lão Phu Nhân đã biết được sự định của cô. Thậm chí là cảm xúc của cô nhưng châu lão phu nhân cũng nói khánh tường cần cô anh thật sự cần cô sao bảo châu nhìn về chiếc gối bên cạnh anh đi không nói một lời với cô đến cả một tin nhắn hay cuộc điện thoại cũng không có chẳng phải đó là một sự tôn trọng nhất định giữa vợ chồng hay sao bảo châu cố ngủ nhưng những dòng suy nghĩ cứ chạy mãi trong đầu sáng hôm sau bảo châu vẫn thức sớm để làm đồ ăn sáng hôm nay cô sẽ đi làm trở lại bảo châu đến công ty thì mới biết mình đã nhận được một dự án mới vô cùng bận rộn đến giờ nghỉ trưa bảo châu cùng đồng nghiệp đến công ty ăn trưa hôm nay cô nghe các đồng nghiệp nữ nói về hợp đồng với giám đốc vương tuy công ty không ký được hợp đồng với giám đốc vương nhưng lại ký thêm với nhà họ châu thêm một bản hợp đồng khác nữa còn về giám đốc vương đã về nhà dưỡng bệnh vị trí giám đốc đang tìm người phù hợp hơn bảo châu siết chặt tay mình việc này cô chưa từng nghe qua nhưng cô biết để ký được hợp đồng với nhà họ châu thì rất khó trừ khi bảo châu nhớ lại hình bóng của khánh tường đã rất lâu rồi cô chưa gặp anh Cô muốn hỏi anh, chuyện hợp đồng ấy là thế nào? Có phải anh đang cố tình giúp cô không? Khánh Tường quay trở về nhà lúc 7 giờ tối, anh lái xe vào nhà rất nhanh. Gương mặt anh mệt mỏi, nhưng nhưng khóe môi lại mỉm cười khi nhìn vào tấm ảnh kia. Trên tay anh đang cầm tấm ảnh của Bảo Châu ở bệnh viện. Đó là vào một buổi sáng khi Bảo Châu vẫn còn đang ngủ. Vải tiên nắng đang chiếu trên gương mặt cô. Khánh Tường đã lén chụp lại khoảnh khắc ấy. Chị giúp việc nhìn thấy xe Khánh Tường lái vào. Nhanh chóng chuẩn bị nước và khăn để Khánh Tường lau tay. Cậu chủ đã về ạ. À? Đây là khăn lau tay. Khánh Tường vào nhà thì bước thẳng lên trên phòng, không nhìn đến chị giúp việc. Khi đến cửa phòng mình, Khánh Tường để tấm ảnh kia vào túi thật cẩn thận khi anh mở cửa ra trong phòng không có chút ánh sáng khánh tường đưa tay lên bật đèn cả căn phòng sáng lên mọi thứ đều ngăn nắp và sạch sẽ trong phòng còn có thêm một chiếc tủ sách của bảo châu hoa hướng dương cô cắm vẫn còn tươi nhưng người anh muốn gặp lại không có ở đây chị giúp việc vừa lên thì thấy khánh tường đang đứng giữa phòng mắt anh đang nhìn về tấm ảnh cưới của bảo châu tấm ảnh đó là bà nội đã in ra cho bảo châu trong ảnh bảo châu mặc chiếc áo dài đỏ đang mỉm cười tươi tắn mắt cô không nhìn vào ống kính đây chỉ là một tấm ảnh người khác vô tình chụp được cô nhưng lại rất xinh đẹp chị giúp việc tưởng rằng anh không thích vì khánh tường không thích người khác tự ý đổi đồ trong phòng mình chị tiến đến định lấy tấm ảnh thì khánh tường lên tiếng làm gì thế ơ ờ, dạ đây là ảnh châu lão phu nhân đã tặng cho cô chủ vì cô chủ thích nên mới để ở đây ạ à? nếu cậu chủ không thích tôi sẽ mang sang nơi khác không cần cứ để đây đi người giúp việc ngạc nhiên vâng bà nội tôi ở phòng à bà đã ra ngoài rồi ạ à? còn cô chủ đâu dạ hôm nay cô chủ đã đi làm rồi ạ đi làm khánh tường hơi cao giọng hỏi dạ hôm qua cô chủ đã xin phép châu lão phu nhân nên đã đi làm rồi ạ thế sức khỏe cô ấy thế nào dạ cô chủ đã khỏe rồi ạ lần đầu tiên chị giúp việc nhận được nhiều câu hỏi từ khánh tường như thế sau khi khánh tường hỏi về một số việc của bảo châu thì yêu cầu chị giúp việc đi xuống trên người Khánh Tường vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi khi đi làm. Anh cầm điếu thuốc ra ban công ngồi. Đây là lần thứ hai anh mong đợi được gặp cô. Nhưng cả hai lần đều không được. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, anh rất nhớ gương mặt cô, cả giọng nói dịu dàng kia nữa. Khánh Tường đã nghĩ đến việc sẽ gọi điện cho cô, nhưng anh lại không gọi vì anh sợ rằng khi nghe thấy giọng nói ấy anh sẽ lập tức quay trở về nhà gặp cô khánh tường mỉm cười tự giễu chính mình từ nhỏ anh đã không biết thể hiện tình cảm càng không biết theo đuổi con gái như thế nào nghĩ đến đây khánh tường liền nhớ đến khánh vinh anh nhấc điện thoại gọi đến khánh vinh có việc gì thế em trai bên kia nhận máy rất nhanh tiếng ồn ào của nhạc lấn át tiếng trả lời của khánh vinh vài phút sau đó khánh vinh vào nhà vệ sinh nhận điện thoại sao im lặng thế gọi em rồi không nói gì à chuyện lão vương hôm trước có phải em đã bên anh rất ổn khánh tường trả lời ngắn gọn anh phải vào tận nhà vệ sinh để nhận điện thoại của em đấy thế em dâu xảy ra chuyện gì à không có em muốn hỏi anh vài chuyện ừ em muốn muốn theo đuổi em dâu à đúng vậy sao anh biết anh còn không biết em à hôm em dâu xảy ra chuyện em như muốn phát điên thật sự muốn theo đuổi sao vâng bây giờ em dâu đang làm gì cô ấy đi làm vẫn chưa về em không định đón cô ấy à có nhưng như vậy có phiền phức quá không phiền gì chứ em muốn theo đuổi thì phải mặt dày một chút đừng suốt ngày chỉ lo công việc sau khi ngắt máy khánh tường chưa kịp tắm đã lái xe đến công ty bảo châu đây là lần đầu tiên anh đến công ty cô một chiếc xe sang trọng đang đỗ người đàn ông dáng người cao lớn gương mặt điển trai đang đứng tựa lưng vào xe công ty xôn xao vì danh tính anh chàng kia nhiều đồng nghiệp nữ Muốn tiến đến, xuyên phương thức liên lạc. Riêng Bảo Châu không hứng thú. Cô đang vùi mình vào bản thiết kế. Vài phút sau, Bảo Châu nhận được điện thoại. Cô vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy dãy số kia. Em đây ạ. À? Bên này, Khánh Tường nghe được giọng cô thì rất mãn nguyện. Anh mỉm cười. Khi nào em về? Ờ, 15 phút nữa, em tan làm ạ. À. Em lái xe về đến nhà chắc sẽ hơi trễ. Anh đã về nhà sao? Ừ, vậy em làm đi. Vâng ạ. À, em tắt máy đi. Khánh tường, đợi cô tắt máy trước, anh không nói với cô là mình đến đón cô. Anh muốn cho cô một sự bất ngờ. Khi bảo cho tan làm, các đồng nghiệp nữ kéo tay nhau xem người đàn ông điển trai kia. Bảo Châu bị một người đồng nghiệp kéo theo, cô chỉ mỉm cười. Không ngờ, khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, gương mặt Bảo Châu ửng đỏ. Cô xoay sang tạm biệt các đồng nghiệp rồi từ từ bước đến bên cạnh Khánh Tường. "Sao anh lại đến đây?" Bảo Châu nhìn anh mỉm cười. "Đến đón em, không được à?" Khánh Tường nhìn vài sợi tóc đang bay trên gò má cô, anh thật muốn vén tóc cô nhưng tay lại không nhấc lên. "Được được, về thôi." Bảo Châu lén nhìn bộ vest trên người anh. Khánh Tường vốn dĩ rất đẹp, khi khoác lên người bộ vest này càng khó khí chất. Hai người cùng nhau ra về để lại ánh mắt ngưỡng mộ của các đồng nghiệp phía sau. Trên đường về nhà, Bảo Châu chỉ im lặng. Cô có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng sợ anh nói mình phiền nên thôi. Sao lại không nói gì? Khánh Tường nhìn cô hỏi. Anh, việc ở trường bận lắm sao? Ừ, có chút bận. Sau này sẽ khiến em phải bận lòng rồi. Bảo Châu mở to đôi mắt, đôi má thoáng chút ửng hồng. Anh đang có ý muốn lâu dài với cô sao? Câu nói này cô nghe kiểu gì cũng giống như đang dỗ dành người yêu. Em không sao ạ, à? chỉ là sau này trước khi anh đi, anh có thể nói trước với em không? Khánh Tường nhìn cô, anh biết rồi xin lỗi em bảo châu nhìn anh cô chỉ thuận miệng nói như thế không ngờ anh lại xin lỗi mình bảo châu mỉm cười khánh tường lấy từ túi ra một chiếc hộp vuông nhỏ anh đưa cho bảo châu anh không ngờ tấm ảnh từ trong túi cũng rơi ra ngoài bảo châu ngay lập tức nhặt tấm ảnh cô thấy hơi xấu hổ sao sao anh lại có ảnh của em khánh tường dừng xe lại lấy tấm ảnh từ tay cô về em lấy cái này là được rồi nói rồi anh đưa hộp vuông tới trước mặt cô gương mặt không cảm xúc bảo châu tò mò mở, mở chiếc hộp ra bên trong là một sợi dây chuyền rất đẹp cái này cho em anh là anh đã chọn cho em sao khánh tường nhíu mày nhìn cô em đừng hỏi nhiều như thế được, được ạ. À. Bảo Châu thích thú cầm sợi dây chuyền trên tay. Suốt đoạn đường về nhà, cô cứ ngắm nó. Khánh Tường mỉm cười, bàn tay vô thức xoa tóc cô. Thích đến vậy à? Vâng ạ. À. Bảo Châu nhân lúc tâm trạng anh vui vẻ, cô lặp lại câu hỏi vừa rồi. Anh là anh chọn cho em sao? Khánh Tường im lặng một lúc. Anh đành chịu thua cô gái này. Đúng vậy. Bảo Châu mỉm cười thỏa mãn. Về đến nhà, khi Bảo Châu vào phòng tắm thì Khánh Tường nhận được điện thoại của ông Thức. "Con rể, nghe nói con vừa về nhà sao? Con gái bà thế nào rồi?" "Con vừa về buổi chiều ạ, à, Bảo Châu vẫn tốt." Ông Thức cười to, "Đương nhiên là tốt rồi, có con chăm sóc con bé, bà rất yên tâm." Nói đến đây, ông Thức thay đổi giọng điệu của mình chỉ là nếu để con bé biết chuyện ấy, không biết con bé sẽ tổn thương như thế nào nữa. Khánh tưởng hiểu mục đích của gọi của cuộc điện thoại này. Bà có điều kiện gì? Cũng không có gì, như lần trước, một bản hợp đồng. Được rồi, ba, con không thích người khác uy hiếp con, mong bà thông cảm cho con. Lần sau con mong sẽ không có trường hợp như thế này nữa. Ông Thức bật cười to khánh tường nói xong thì lập tức ngắt máy tay siết chặt điện thoại lần trước anh vì muốn giấu bí mật kia nên đáp ứng yêu cầu của ông thức anh dùng quyền hạn của mình ở công ty để ký thêm một hợp đồng nữa không nằm ngoài dự đoán ông thức sẽ tiếp tục dùng bí mật kia để uy hiếp anh khánh tường đang tức giận thì nhìn thấy cô gái nhỏ bên trong cô mặc một chiếc váy ngủ dài mái tóc xõa bảo châu đang loay hoay trước gương tâm trạng khánh tường tốt lên rất nhiều anh bước đến bên cô từ từ tay cô lấy sợi dây chuyền đeo vào cho cô bảo châu bất ngờ vì sự xuất hiện của anh khi khánh tường cúi người xuống gần bảo châu cảm nhận được hơi thở của anh tay cô siết chặt váy mình khánh tường nở một nụ cười kỳ lạ anh hôn vào mái tóc cô Bảo Châu không kịp phản ứng Cô nghe được giọng nói của anh Rất gần Mau đi ngủ thôi Bảo Châu lập tức chạy đến giường Trùm chăn lên kín mít cả người Lúc này Bảo Châu cảm nhận được rõ ràng trái tim mình Đang đập loạn Cô không ngờ Anh sẽ hành động thân mật như thế Bình thường anh rất đứng đắn Không lâu sau đó Khánh Tường bước đến bên giường anh bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra bảo châu sao sao ạ em có từng nghĩ đến việc sẽ có con với anh không em bà nội đã lớn tuổi đây là tâm nguyện của bà nếu em không muốn anh sẽ không ép em khánh tường im lặng chờ câu trả lời từ cô đây là lần đầu tiên anh hồi hộp vì một người con gái không phải không hiểu tâm tư của cô biết một ngày cô sẽ chủ động rời khỏi anh nhưng anh vẫn muốn thử nếu như có một đứa con giữa anh và cô biết đâu cô sẽ yêu anh sẽ tình nguyện ở bên cạnh anh đứa con ấy sẽ giúp cô không quá đau buồn khi biết bí mật kia chuyện này em cần thời gian suy nghĩ được rồi ngủ đi sáng thứ bảy những tia nắng vàng chiếu vào cửa màu vàng nhạt. Trong phòng bếp tràn ngập hương thơm của bánh. Bảo Châu đang mặc trên mình chiếc tạp dề màu xanh. Cô đang học làm một loại bánh mới. Trên phòng khách, Châu lão phu nhân cùng ông Đình và bà Phương đang ngồi trò chuyện. Mẹ nói, Châu thị vừa ký kết thêm một hợp đồng với nhà họ Đinh, là ý của con à? Châu lão phu nhân nhìn ông Đình. Không ạ, à? cả ba người rơi vào im lặng ai cũng biết là do khánh tường đứng sau chuyện này bảo châu mang bánh lên phòng khách vô tình nghe được cuộc trò chuyện kia bảo châu im lặng cố mỉm cười con vừa thử một loại bánh mới bà nội ba mẹ mời mọi người ăn thử ba người nhìn cô mỉm cười con cũng ngồi xuống đi đứng ở mãi trong bếp như thế nào ngồi xuống đây nào ông đình mỉm cười nhìn cô bảo châu đáp lại ông bằng một nụ cười dịu dàng chỉ có cô mới biết mình thật sự cảm động thế nào khi còn ở nhà họ đinh cô chưa bao giờ được ngồi nói chuyện cùng gia đình như thế ông thức cũng chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp như vậy cô cứ tưởng rằng khi về nhà họ châu cô sẽ phải chịu nhiều cực khổ nhưng không ngờ người họ châu yêu thương cô như thế tv chuyển đến chương trình quảng cáo sữa dành cho trẻ em châu lão phu nhân mỉm cười nắm lấy tay cô đợi đến lúc bảo châu và khánh tường có em bé bà sẽ tự tay may một bộ quần áo cho bé đừng nói là sữa này dù là sữa đắt nhất thế giới bà cũng sẽ mua cả nhà cười vui vẻ bảo châu nhớ lại lời đề nghị của khánh tường đêm qua cô rất biết ơn bà nội hơn nữa, cô biết mình đã đem lòng yêu anh, nếu sinh con cho anh, không có lý do gì phải từ chối cả. Nhưng có lẽ cô lo sợ con mình sẽ không có một mái ấm trọn vẹn, thiếu đi tình yêu của ba hoặc mẹ. Khánh Tường đi đâu rồi nhỉ? Từ sáng giờ vẫn chưa thấy đó. Bà Phương lên tiếng hỏi. Dạ, anh ấy đang ở trong phòng sách ạ. Con đã mang đồ ăn sáng lên để cho anh ấy rồi ạ. Hằng bé đó suốt ngày ở trường rồi lại phòng sách. Lúc này, bà Phương mới nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ con dâu mình. Bà đã từng nhìn nó trên một tạp chí nổi tiếng. Đây là một sợi dây chuyền cao cấp, có ý nghĩa rất đặc biệt. Bà Phương thầm đoán là Khánh Tường đã mua nó. Bà mỉm cười hài lòng. Con dâu à, sợi dây chuyền này của con đẹp thật. Vâng ạ, à, mẹ thích dây chuyền ạ. À? đúng vậy lần sau mẹ con mình đi xem vài mẫu nhé vâng ạ à. bà nội ba mẹ con muốn xin phép buổi chiều hôm nay về thăm ba mẹ của con ạ à. được được con cứ về đi lúc nào nhớ nhà thì cứ về đừng lo lắng gì cả châu lão phu nhân mỉm cười một lúc sau bảo châu thêm một chiếc váy cao cấp được chuẩn bị sẵn trong tủ quần áo kể từ khi cô đến nhà họ châu quần áo của cô đều được chuẩn bị sẵn theo số đo của riêng cô rất hợp với gu thời trang của bảo châu cô rất hài lòng với sự chuẩn bị này bảo châu thoa tí son tóc thắt bím cô gõ cửa phòng sách bên trong khánh tường đang xem nội dung hợp đồng nghe thấy tiếng gõ cửa thì anh nhíu mày khi nhìn thấy bảo châu bước vào khánh tường mỉm cười anh dùng tay Che đi nội dung hợp đồng trên bàn em ra ngoài à vâng ạ à, buổi chiều em sẽ về nhà một tí về nhà em sao anh đưa em về nhé không cần đâu ạ à, anh đang bận mà em tự về được được rồi vậy em đi cẩn thận bảo châu rất thích sự dịu dàng này của anh ánh mắt ấy giống như một ngoại lệ chỉ có ở riêng cô trên đường về bảo châu không cảm thấy vui vì sắp gặp ba mẹ của mình cô chỉ thấy lo lắng cô không biết vì sao lại có thêm vài hợp đồng nữa giữa hai nhà châu đinh nhưng phía sau chắc chắn không có phải chuyện tốt gì khi về đến nhà họ đinh bà thu đang ở dưới bếp hầm canh bảo ngọc đi mua sắm với bạn ông thức đang ở phòng làm việc bà thu nhìn thấy cô về thì mỉm cười hỏi thăm vài câu rồi lại tiếp tục với việc hầm canh con nấu cùng mẹ nhé bảo châu tươi cười hỏi bà thu không cần đâu con con cứ về phòng nghỉ ngơi đi không sao đâu ạ à, con không mệt à mẹ nói không cần mà con cứ lên gặp ba con đi bảo châu cắn môi cô cố nở nụ cười gượng vâng cô không hiểu vì sao mẹ lại không muốn gần gũi với cô đây không phải lần đầu nhưng Bảo Châu vô cùng thất vọng Cô cô lấy bình tĩnh Gõ cửa phòng sách Vào đi Ba Ông thức nghe giọng cô Thì bỏ tài liệu xuống bàn Mỉm cười nhìn cô Tuy là ông mỉm cười Nhưng Bảo Châu không cảm nhận được sự ấm áp Như nụ cười của những người khác Con mới về sao Con ngồi đi Vâng ạ à, Ba đang làm việc sao Ừ Con có việc gì thì nói đi Không sao con nghe nói hai nhà châu đinh ký thêm vài bản hợp đồng nữa sao bà không nói con biết chuyện này ạ? À? nói cho con để làm gì? bây giờ con đã là con dâu nhà họ châu sống hay chết cũng đều là người nhà họ châu, bà nuôi con gái lớn đến như vậy, chẳng lẽ chỉ có vài bản hợp đồng từ nhà họ cũng không được hay sao? ông thước hơi lớn giọng trả lời, con không có ý đó ba Lúc trước ba đã nói Sau khi công ty ổn định sẽ đón con về Vì sao bây giờ Bảo Châu Con đã cưới chồng Bây giờ lại muốn quay về nhà sao Con chỉ mới ra khỏi nhà được mấy tháng Đã biết cách bắt lỗi Cha mẹ của mình rồi sao Ba con thật sự không có ý gì khác Giống như bà đã nói đâu Con chỉ muốn hỏi vì sao Lại có thêm bản hợp đồng ấy Ông thức biết mình đã quá nóng giận ông cố lấy lại bình tĩnh giả vờ hiền lành con gái chuyện này con không cần phải lo con xem lúc nãy bà đúng là nóng giận quá những chuyện như thế này con không cần quan tâm nhiều làm gì con cứ ngoan ngoãn là con dâu ngoan của nhà họ châu sau này nếu có tin tức gì về nhà họ con hãy nói cho bà biết việc này sẽ giúp nhiều cho công ty của nhà chúng ta bảo châu không ngờ ba mình lại như thế ông chỉ xem cô như một món đồ để đổi lại lợi ích cho công ty lúc này mọi cảm xúc chất chứa như vỡ hòa ba con là con của ba vì sao ba mẹ luôn đối xử với con như thế con cũng có cảm xúc cũng có tình yêu còn vì gia đình chúng ta nên chấp nhận gà cho người mà con không quen biết bây giờ con không có cách nào nghe lời ba nữa con không mong muốn người ngoài sẽ nói rằng bà đã bán con gái mình cho nhà họ châu ông thức nghe được những lời kia thì tức giận vô cùng bàn tay ông dương lên nhưng bà thu đã kịp chạy đến đỡ lấy ông đừng đánh con bé tôi xin ông bà thu không nhìn cô bà luôn như thế đôi lúc sẽ dịu dàng hỏi cô vài câu đôi lúc lại lạnh nhạt khiến bảo châu rất buồn những lúc như thế này Bà luôn đứng ra bảo vệ cô Bảo Ngọc vừa về Thì thấy cảnh này Cô ta không đến ngăn lại Chỉ mỉm cười mỉa mai Bảo Châu nhìn vào cánh tay Đang dương lên của ba mình Gương mặt cô đầy những giọt nước mắt Bảo Châu cầm túi ra về Trên đường về nhà Bảo Châu suy nghĩ một tí Rồi bảo tài xế Đưa mình đến công viên Cô cần thời gian để ổn định cảm xúc Không thể để mọi người Nhìn thấy cô như thế này được Một mình Bảo Châu Ngồi trên băng đá Nhìn dòng người vội vã Nước mắt cô vẫn không ngừng rơi xuống Một tiếng sau Bảo Châu về nhà Trên môi vẫn nở một nụ cười dịu dàng Khánh tưởng có việc Nên đến tối mới về Khi anh xuống phòng bếp Dùng cơm tối vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người giúp việc không biết vì sao hôm nay cô chủ lại không dùng cơm chiều có phải đồ ăn chúng ta nấu không ngon hay không không phải đâu cả nhà ăn đều bình thường mà cô không nhìn thấy hôm nay cô chủ có vẻ hơi buồn sao dù cô chủ vẫn vui vẻ với chúng ta nhưng tôi vẫn cảm giác cô chủ buồn chuyện gì đấy khi khánh tường vào bếp hai người giúp việc liền im lặng nhìn nhau tôi chưa ăn tối lấy giúp tôi một ly sữa mang lên phòng vâng ạ à, một chị giúp việc trả lời khi khánh tường về phòng anh nhìn thấy bảo châu đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế đọc sách nhìn thấy anh về bảo châu mỉm cười bước đến nhận lấy từ tay anh trước áo khoác anh về rồi ạ à? ừ anh đã ăn tối chưa ạ à? anh đã bảo chị giúp việc mang sữa rồi anh không ăn mà lại uống sữa sao? Anh không được bỏ bữa như thế. Khánh Tường nhìn cô, không chớp mắt. Anh muốn biết vì sao cô không vui. Nhưng Bảo Châu lại che giấu cảm xúc của mình quá tốt, khiến anh không có cơ hội nhìn thấy nỗi buồn của cô. Em lo cho anh sao? Khánh Tường trả lời bằng giọng trầm thấp. Lúc này khoảng cách hai người vô cùng gần nhau bảo châu thậm chí có thể cảm nhận được sức nóng bỏng từ đôi mắt của anh đúng vậy nếu để bà nội biết bà sẽ mắng anh bảo châu chưa nói hết câu khánh tường đã sang tay ôm cô vào lòng bảo châu mở to đôi mắt nhưng khi đã nằm trong vòng tay ấm áp của anh bảo châu không muốn thoát khỏi nó nữa hôm nay về nhà thế nào khánh tường hỏi vẫn tốt ạ à? vẫn tốt sao vậy vì sao em lại không vui khánh tường vừa hỏi vừa vùi đầu vào cổ cô lúc này anh giống như một đứa trẻ đang làm nũng bảo châu mỉm cười không có em rất vui mà bảo châu không được nói dối vì sao em lại bỏ bữa em em thấy không khỏe sao không có em em cãi nhau với ba một chút thôi Khánh tường thu lại vẻ trẻ con lúc nãy, anh buông tay mình nhìn thẳng vào mắt cô, giọng có phần lạnh lùng. Ông ta đã nói gì với em? Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi ạ. À. Thế có chuyện gì? Ba chưa nói với em sao? Không có, anh chỉ hỏi vậy thôi. Sau này em đừng bỏ bữa như vậy nữa. Bảo cho mỉm cười, hơi nghiêng đầu nhìn anh vậy nếu em không bỏ bữa thì anh cũng không được bỏ bữa nữa nhé khánh tường véo mũi cô được đều nghe em cả khoảng cách giữa bảo châu và khánh tường đã gần nhau hơn trong căn phòng bóng người đàn ông cao lớn đang ôm lấy thân hình mảnh mai của cô gái nhỏ họ vừa nói vừa cười vui vẻ sáng hôm sau khánh tường ra ngoài rất sớm hôm nay anh có việc chia tay đồng nghiệp ở trường buổi tối sẽ về hơi trễ bảo châu vẫn còn nằm trên giường cô vùi mặt vào chăn vâng khánh tường mỉm cười cưng chiều anh nhân lúc cô đang ngủ tiến đến hôn lên chán cô tạm biệt vợ bảo châu nghe chữ vợ ấy liền tỉnh giấc lúc này khánh tường đã hỏi đã ra khỏi phòng chữ vợ ấy cứ lặp đi lặp lại trong lòng cô khiến Bảo Châu không thể nào ngủ tiếp. Bảo Châu bước vào phòng tắm, cô nhìn gương mặt mình trong gương, nhớ đến nụ hôn vừa rồi của anh. Dù anh chưa nói ba chữ, anh yêu em, nhưng những hành động và lời nói của anh đều thể hiện những điều ấy. Nhưng nếu anh ấy chỉ vì nghĩa vụ vợ chồng, Bảo Châu tìm điện thoại, lập tức gọi điện cho Diệu Thư. Bên này, Diệu Thư đang trên giường ngủ. Hôm qua, cô đã mặc một bộ váy đỏ gợi cảm đến quán bar, gặp được Khánh Vinh, hai người nói chuyện rất hợp nhau. Thế là đêm qua, hai người đã ân ái cùng nhau cả đêm. Có chuyện gì mà gọi sớm thế?" Diệu Thư trả lời, "Mình có chuyện muốn hỏi cậu." "Chuyện gì?" "Làm thế nào để biết đàn ông có thích mình hay không? Yêu hay thích?" yêu Cậu điên à Bốn giờ sáng lại gọi cho mình hỏi câu vớ vẩn như thế Mình Mình quên mất Mình xin lỗi cậu Cậu ngủ tiếp đi nhá Đồ ngốc này Muốn biết anh ta có yêu cậu hay không Thì phải xem anh ta ghen đến mức nào Mình hiểu rồi Cảm ơn cậu Vì lúc nãy Diệu Thư trả lời điện thoại hơi lớn tiếng Nên Khánh Vinh đã thức giấc lúc này anh mới nhìn rõ gương mặt cô gái nằm cạnh mình gương mặt không trang điểm càng xinh đẹp ai gọi em sớm thế là bạn thôi diệu thư trả lời qua loa cô đang rất muốn ngủ xem ra em rất có kinh nghiệm chinh phục đàn ông nhỉ nghe đến câu này diệu thư mở đôi mắt to tròn của mình chống tay nhìn người đàn ông bên cạnh cô không ngại phô trương những đường cong trên cơ thể mình Chẳng lẽ anh không có kinh nghiệm theo đuổi phụ nữ sao? Bây giờ ai hỏi lại tên tôi, chắc anh cũng không nhớ. Một đêm anh lên giường với bao nhiêu người phụ nữ, anh có đếm nổi không? Cô lần đầu tiên Khánh Vinh chịu thua trước một người phụ nữ. Ánh mắt anh vô tình nhìn đến những đường cong trên cơ thể cô. Đúng là cô rất đẹp, nhưng với tính tình thế này thì rất khó theo đuổi. Tôi nói đúng mà Sao lúc tỉnh và lúc say Anh lại khác nhau thế nhỉ Khánh Vinh hứng thú mỉm cười Khác nhau ở điểm nào Lúc say thì nhìn anh vừa mát Lúc tỉnh thì nhìn anh rất trướng mắt Cô Anh đừng nói nữa Trời sáng rồi Anh mau đi đi Mới 4 giờ sáng thôi đấy Đi là tôi trả tiền phòng đấy Sao cô lại đuổi tôi Hay anh muốn tôi trả tiền phòng lại cho anh thôi được thôi được tôi chịu thua cô đấy bây giờ tôi đi được chưa khi anh định đứng dậy thì rượu thư nắm tay anh lại đừng đi đợi một tí nữa khánh vinh nhướng mày nhìn cô trong lòng thầm nghĩ đúng là không có một người phụ nữ thoát khỏi sức quyền rũ của anh mà em luyến tiếc tôi rồi sao tôi bên ngoài có phóng viên cái gì tôi nói bên ngoài có phóng viên Sao cô biết? Lúc tối chúng ta đến đây, tôi đã nhìn thấy. Vì sao đến giờ cô mới nói? Anh yên tâm, họ không chụp được anh đâu. Anh là diễn viên à? Sao họ lại đi theo anh? Khánh Vinh bật cười. Xem ra cô gái này không hề biết về gia thế của anh. Cô nghĩ sao? Cô dám lên giường với một người hoàn toàn xa lạ à? Nếu tôi là một thằng nghèo thì sao? Tôi ngủ với anh chứ không phải ngủ với tiền của anh tôi không thiếu tiền đến thế cô tên là diệu thư à diệu thư gật đầu không trả lời khánh vinh tiếp tục bắt chuyện với cô vậy khi nào tôi mới đi được để lát nữa tôi ra để xem trước tình hình thế nào đã khánh vinh không ngờ rằng hai tiếng sau đó diệu thư ra ngoài rồi quay trở lại với nhiều túi đồ trên tay cô ép anh mặc một chiếc váy còn cô mặc đồ vest cả hai cùng ra ngoài bằng bộ dạng như thế phóng viên không nhìn ra được khánh vinh hai người lên xe rời khỏi khách sạn an toàn diệu thư nhìn anh mặc chiếc váy thì mỉm cười rất to khánh vinh cũng tự cười dễu chính mình không ngờ rằng anh còn gặp được cô gái khiến mình phải chịu thua khánh vinh phải năn nỉ cô rất lâu mới xin được số điện thoại của cô để liên lạc. Nhưng những ngày sau đó, anh nhắn tin thì cô không trả lời, gọi điện thì rất ít khi cô nghe máy. Khánh Vinh không biết rằng, Diệu Thư đã biết được thân phận của anh. Vì thế, cô không muốn đến gần anh thêm nữa. Sau cuộc gọi với Diệu Thư, Bảo Châu suy nghĩ rất lâu để tìm cách khiến Khánh Tường ghen. Khi Bảo Châu đang suy nghĩ, thì một đồng nghiệp bảo tối nay sẽ có một bữa tiệc liên hoan lúc 8 giờ. Yêu cầu mọi người có mặt đầy đủ. Bảo Châu đã nghĩ ra được một cách. Chiều hôm ấy, sau khi tan làm, Bảo Châu về nhà thay một chiếc váy gợi cảm để lộ xương quay xanh và đôi chân dài của cô. Khi Bảo Châu đến buổi tiệc, rất nhiều người vây quanh cô. Bảo Châu chỉ uống một tí rượu rồi khéo léo từ chối. Cô nhìn đồng hồ, đến 11 giờ đêm, điện thoại cô liền reo lên là dãy số quen thuộc. Bảo Châu mỉm cười, cô nhấn nút ngắt máy. Khánh Tường nhíu mày, anh lại gọi thêm một lần nữa. Lúc này, Bảo Châu nghe máy, nhưng giọng cô có phần hơi kỳ lạ. Khánh Tường biết cô đã uống rượu, giọng anh không vui. Buổi tiệc chưa kết thúc sao? Sao anh biết em đến tiệc chứ? Anh nghe người giúp việc nói Khi nào em về Lát nữa em về Em uống rượu à Anh đến đón Không cần đâu Lát nữa đồng nghiệp em sẽ đưa em về Anh cứ ngủ trước đi nhé Gửi địa chỉ cho anh Không cần đâu Anh bảo gửi cho anh địa chỉ Vâng Nói rồi bảo trong ngắt máy Nhấn vài dòng gửi cho Khánh Tường Khánh Tường siết chặt điện thoại trong tay Nhanh chóng lái xe Đến địa chỉ ấy Bảo Châu hài lòng, mỉm cười. Lúc nãy, đúng là cô có uống hơi nhiều rượu. Đầu cô cũng bắt đầu đau. Cô biết anh sẽ đến tìm cô. 20 phút sau, Khánh Tường có mặt. Ở đây khá đông. Đa phần mọi người đều uống say cả. Khánh Tường nhìn thấy có nhiều đồng nghiệp nam điển trai. Anh nhớ lại, có lần cô kể với anh là ở công ty cô có rất nhiều người tài giỏi khánh tường nắm chặt tay mình cố tìm cô cuối cùng ánh mắt anh cũng nhìn thấy người con gái đang ngồi một mình ở quầy rượu hôm nay cô trang điểm rất xinh đẹp khánh tường bước đến bế cô lên bỗng một đồng nghiệp nam cản anh lại anh làm gì thế hai người quen nhau sao đồng nghiệp nam hỏi khánh tường nhìn anh ta bằng đôi mắt lạnh lùng cô ấy là vợ tôi đồng nghiệp nam không tin anh hỏi Bảo Châu Anh ta thật sự là chồng của cô hay sao? Đúng vậy Anh ấy là chồng của tôi đấy Tạm biệt mọi người Tôi về trước đây Nói rồi Khánh Tường bước ra xe Trên đường về nhà Anh không nói gì với Bảo Châu Anh đang cố giữ bình tĩnh Hai má Bảo Châu đo ửng Cô nghiêng đầu nhìn anh Anh đang tức giận sao? Sao lại không nói chuyện với em? Khánh Tường vẫn không trả lời bảo châu phòng hai má của mình đưa tay đến véo má anh thật là không ngoan chút nào khánh tường dừng xe lại bên đường khi nhìn thấy gương mặt đáng yêu của cô cơn giận của anh giảm đi rất nhiều sao em lại uống nhiều như thế em thấy rất vui mà cô vừa nói ánh mắt vừa rời đến môi anh môi anh sao lại hồng như thế còn đẹp hơn cả môi em nữa Nói rồi, Bảo Châu đưa tay tháo dây an toàn, cô chủ động ngồi lên đùi anh, hôn lên cánh môi anh. Khánh Tường bất ngờ vì hành động của cô, nhưng anh vẫn để cô hôn mình. Bảo Châu không thấy anh hồi đáp thì thất vọng buông ra. Sao anh lại không hôn em? Anh không thích em sao? Thích, anh rất thích em. Thật sao? Không đợi cô nói hết câu, Khánh Tường siết lấy eo cô hôn lên bờ môi cô nụ hôn của anh rất mạnh mẽ anh hôn cô rất lâu một lúc sau khánh tường hỏi cô bằng giọng cưng chiều bây giờ em có muốn sinh con cho anh không muốn em vẫn luôn muốn sinh con cho anh mà có thật không ngày mai em tỉnh lại thì sẽ không hối hận chứ em không hối hận khánh tường lái xe thật nhanh trở về nhà anh nhanh chóng bế cô lên giường cởi từng cúc áo trên người cô nhìn ngắm những đường cong trên cơ thể cô đi mấy hai người đã cùng nhau trải qua những giây phút thăng hoa sáng hôm sau những tia nắng chiếu vào rèm cửa lần đầu tiên bảo châu ngủ quên cô vội vàng ngồi dậy khi cô định bước xuống giường cảm giác đau nhức giữa hai chân khiến bảo châu không đứng vững Bảo Châu đành ngồi xuống giường đợi Khánh Tường. Anh đang ở phòng tắm. Tiếng điện thoại reo ở đầu giường. Bảo Châu cố vươn tay đến cầm lên. Cô nhìn vào dãy số quen thuộc kia. Là điện thoại của ba. Vì sao ba gọi điện cho Khánh Tường chứ? Bảo Châu quyết định giả vờ chưa nhìn thấy. Vài phút sau Khánh Tường từ phòng tắm bước ra. Nhìn thấy Bảo Châu đang ngồi trên giường gương mặt vẫn còn buồn ngủ tóc cô hơi rối anh tiến đến xoa tóc cô bảo trông ngượng ngùng che mắt sao anh không mặc quần áo vào chứ khánh tường mỉm cười em đều nhìn thấy cả rồi ngượng gì chứ lúc nãy anh có điện thoại khánh tường bước đến xem điện thoại khi nhìn thấy dãy số ấy khánh tường lập tức đổi sắc mặt nhưng nhanh chóng phục khôi phục bình thường những biểu cảm ấy của anh bảo châu đều nhìn thấy cô giả vợ đau đau à khánh tường cưng chiều hỏi bảo châu nhẹ gật đầu khánh tường vươn tay bế cô vào phòng tắm khi hai người xuống nhà đã là 8 giờ bà nội đang ở ngoài vườn tưới hoa khánh tường đưa bảo châu đi làm khi đến cổng công ty bảo châu trần trừ hỏi hôm nay anh có bận gì không ạ à? Không có, ngày mai anh sẽ đến trường. Em ở nhà ngoan nhé. Vâng. Khi Khánh Tường lái xe đi, Bảo Châu không vào công ty mà thuê một chiếc taxi đuổi theo anh. Từ khi Bảo Châu nhìn thấy dãy số của ba mình gọi đến, cô đã xin nghỉ việc. Hai tay Bảo Châu nắm chặt. Cô nhìn thẳng vào chiếc xe đang ở trước cửa. Khánh Tường lái xe vào một quán cà phê bảo châu rất nhanh sau đó cũng đi theo anh ông thước đã đợi sẵn ở đấy trên bàn con có một vài tài liệu khi nhìn thấy khánh tường đến ông ta mỉm cười con rể đến rồi sao con ngồi đi ba không ngờ rằng ở công ty con con lại có nhiều quyền hạn đến như vậy có thể giúp đỡ ba và nhà họ đinh ba có việc gì xin ba cứ nói đúng là con rất thông minh khánh tường bí mật kia bà vẫn giúp con giấu vậy có phải con nên có chút gì đó ông thức đưa đến trước mặt anh một vài tài liệu đây là vài bản hợp đồng bà đã xem qua con thấy thế nào khánh tường đọc tài liệu kia anh đứng dậy chuyện này con sẽ đồng ý ba con không phải là người dễ bị người khác uy hiếp mọi chuyện đều có giới hạn của nó mong ba sau này đừng tìm con vì những chuyện này nữa được được bảo châu ngồi bên cạnh nghe được tất cả cuộc trò chuyện quán cà phê này thiết kế có tấm ngăn ở giữa các bàn nên bảo châu dễ dàng nghe được cô không ngờ rằng ba mình lại là một người như thế còn bí mật kia rốt cuộc là chuyện gì bảo châu không chờ đợi được nữa sau khi khánh tường đi Cô không ngại ngần bước đến trước mặt ông thức Giọng lạnh lùng Sao bà lại làm như thế Sao lại uy hiếp anh ấy Còn sao còn lại ở đây Rốt cuộc hai người Đang che giấu bí mật gì Ông thức không ngờ Bảo Châu lại có mặt ở đây Ông giả vờ không khỏe Để đưa Bảo Châu về nhà Bảo Bảo Châu Ba thấy hơi mệt Ba, ba sao thế Ba không mang thuốc Mau, mau đưa ba về nhà vâng bà cố chịu một chút bảo châu nhanh chóng thuê một chiếc xe đưa ông thức về nhà ông thức nhân lúc cô tính tiền ông nhắn vào một dãy số chuẩn bị người đến nhà tôi sau khi bảo châu đông thức về nhà bà thu và bảo ngọc vội tiến đến đỡ ông thức vào phòng đến phòng ông thức bảo bà thu và bảo ngọc ra ngoài ông muốn nói chuyện riêng với bảo châu ba chuyện lúc nãy sau này chúng ta hãy nói bây giờ ba nghỉ ngơi đi ạ à. bảo châu nói xong định xoay người đi đứng lại con định làm gì ba chuyện hợp tác với nhà họ châu chỉ đến đây thôi ba đừng làm như vậy nữa đột nhiên có vài người đàn ông mặc đồ đen bước vào phòng nhanh chóng đi về phía bảo châu cô chưa biết gì thì đã bị bọn họ bịt mũi bằng một chiếc khăn bảo châu ngắt đi ông thức từ trên giường đứng dậy đưa nó đến phòng dưới tầng hầm đi canh gác cẩn thận vào chuyện còn lại cứ để tôi lo sau khi bảo châu bị mang xuống phòng dưới tầng hầm ông thức bảo bà thu và bảo ngọc rằng bà ngoại ở quê sức khỏe đang yếu bảo hai người về quê thăm bà ngoại ban đầu bà thu không muốn về vì lo sức khỏe của ông thức nhưng nhìn ông đã khỏe bà vội vàng sắp hành lý để về quê khánh tường sau khi gặp ông thức thì về nhà anh ra mình trong phòng sách thời gian khánh tường ở phòng sách là để nghiên cứu tài liệu công ty bên ngoài đều cho rằng khánh tường là một giảng viên không hề tham gia vào việc kinh doanh của gia đình nhưng chỉ có gia đình anh biết khánh tường vừa là một cổ đông lớn vừa là người xử lý các hợp đồng quan trọng trong công ty nhưng đây là lần đầu tiên khánh tường vì chuyện cá nhân mà duyệt nhiều hợp đồng đến thế những hợp đồng trước mà ông thức yêu cầu không mang lại nhiều lợi ích thậm chí còn có phần rủi ro lớn nhưng khánh tường vẫn có thể giải quyết được nhưng lần này hợp đồng mà ông thức đưa ra rất quá đáng khánh tường phải ở phòng sách rất lâu châu lão phu nhân đều biết những chuyện này nhưng bà biết được năng lực của anh nên đều bỏ qua. Bà muốn xem tình cảm của anh dành cho vợ như thế nào. Hôm nay, Khánh Tường ở phòng sách lâu như thế, Bảo Châu vẫn chưa về. Không ai dám khuyên Khánh Tường ra khỏi phòng cả. Đến 7 giờ tối, Khánh Tường vẫn không chịu dùng bữa. Bảo Châu vẫn chưa về. Châu lão phu nhân đích thân đến phòng sách gặp anh. Bảo Châu vẫn chưa về. Châu lão phu nhân, đích thân lên phòng sách gặp anh. Bà nội, sao bà lại vào đây ạ? À? Không ai khuyên được con, nên bà phải lên gặp con thôi. Hôm nay bảo Châu tăng ca sao? Sao vẫn chưa thấy con bé về? Lúc này, Khánh Tường mới xem đồng hồ. Đã 7 giờ tối. Con quên mất thời gian. Bà nội, về phòng ngủ đi ạ. À? Bây giờ con đến công ty đón cô ấy. Khánh Tường à, sao ạ? À? Có một số chuyện, con nên nói rõ ràng với Bảo Châu Con bé là người tốt Con biết cô ấy là người tốt Nhưng Con luôn lý trí trong mọi việc Chỉ riêng cái chuyện này Con lại dung túng cho ba con bé Bà biết con rất yêu con bé Nhưng con cần nói rõ với con bé Có những sự thật Biết càng sớm Thì càng đỡ đau lòng Nói rồi Bà nội bước ra ngoài Khánh Tường nhanh chóng cầm áo khoác ra ngoài Anh lái xe đến cổng công ty Gọi điện thoại cho Bảo Châu Thế nhưng điện thoại không liên lạc được Khánh Tường nhíu mày Anh mở cửa xe Bước vào công ty Sau khi biết được Bảo Châu không đến công ty Khánh Tường mất bình tĩnh Anh dùng điện thoại Gọi điện cho ông Thước Anh muốn hỏi xem cô có về nhà hay không Bên này Ông Thước đang ngồi trên ghế Trước mặt ông là Bảo Châu đang bị trói Ông nhận được điện thoại Thì nở một nụ cười kỳ lạ Có chuyện gì sao Con rể Ba Bảo Châu có về nhà không ạ Bảo Châu sao Có Con gặp cô ấy được không ạ Con gọi cô ấy không được Không được Ông thức trả lời bằng giọng lạnh lùng Khánh tưởng im lặng Sao thế Con thật sự không muốn gặp vợ con à Ông đã làm gì cô ấy Làm gì sao Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì Dù sao con bé Cũng không phải con tôi Tôi có làm gì Ông dám Cậu nghĩ sao Bảo Châu đã tỉnh dậy Nhưng cô giả vờ Vẫn còn bất tỉnh Cô nghe rõ câu nói của ba mình Con bé không phải con tôi Một dòng nước mắt lăn dài trên má cô Thì ra bí mật Mà ba mẹ luôn giấu cô Chính là sự thật này thì ra Khánh Tường chịu sự uy hiếp của ba cô là vì lo cho cô. Ông nói điều kiện đi. Mang đến cho tôi 5 tỷ tiền mặt cùng hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Chuyển hết cổ phần của cậu sang cho tôi. Được. Ông Thức bật cười lớn. Đúng là đồng ý nhanh thật. Tiền mặt và hợp đồng ngày mai mang đến cho tôi. Nếu cậu dám làm gì sau lưng tôi thì cậu tự chịu trách, chịu trách nhiệm nhé được cho tôi nói chuyện với cô ấy con bé vẫn chưa tỉnh ông đã làm gì cô ấy làm gì chứ cậu yên tâm dù gì tôi cũng nuôi con bé nhiều năm tôi sẽ không làm hại con bé trừ khi cậu không thực hiện theo điều kiện của tôi ông đừng động vào cô ấy ngày mai tôi sẽ mang tiền mặt và hợp đồng đến sau khi tắt máy khánh tường siết chặt tay mình cố gắng không để cơn tức giận bùng phát một lúc sau khánh tường nhấn gọi một dãy số tìm hiểu cho tôi thiết kế nhà họ đinh xem phòng nào đáng nghi nhất cả đêm ấy khánh tường không thể ngủ được khánh tường cùng khánh vinh soạn một bản hợp đồng thời gian trước khánh vinh biết được bảo châu và diệu thư là bạn thân hiện giờ anh đắn đo không biết nên nói tin này cho diệu thư hay không cô gái này đã nhiều ngày không trả lời tin nhắn của anh, nếu hôm nay anh nhắn tin này cho cô, chắc chắn cô sẽ chủ động gọi. Nghĩ vậy, Khánh Vinh lập tức nhắn tin cho cô. Bảo Châu đang bị mất tích. Chưa đầy 5 phút sau đó, Diệu Thư gọi điện đến. Anh nói là thật sao? Thật, tôi và Khánh Tường đang tìm cách là do ai làm. Còn ai ngoài tên cha nuôi khốn khiếp kia nữa? Cha nuôi bảo châu làm gì có cha nuôi khánh vinh bật cười lớn xem ra chuyện này rất ít người biết thật ra ông thức chỉ là cha nuôi của bảo châu thôi nhiều năm về trước khi ba mẹ của bảo châu mất trong một tai nạn xe ông thức đã chủ động nhận nuôi đứa con gái kia khánh tường đang trong quá trình điều tra sự việc năm xưa đừng nói nhiều nữa tôi có thể giúp gì không trước mắt chúng tôi đang tìm kiếm thiết kế nhà họ đinh sợi dây chuyền trên người bảo châu định vị tại nhà họ đinh vì vậy tôi và khánh tường vẫn đang tìm kiếm có có gì lần trước tôi nghe bảo châu nói cậu ấy vô tình phát hiện một tầng hầm ở nhà họ đinh khánh vinh lập tức nói tin này cho khánh tường biết nửa tiếng sau đó diệu thư có mặt ở nhà họ châu cả ba người cùng tìm cách đối phó với ông thức bên này bảo châu khóc đến ngất đi khi cô tỉnh dậy thì đã đến khuya bảo châu đã nhận ra căn phòng này lần trước cô vô tình phát hiện được chỗ này nhưng bây giờ có người canh gác tay lại bị trói không dễ gì thoát ra được bảo châu tìm kiếm xung quanh nhưng không có vật gì có thể sử dụng được đúng là ông thức đã chuẩn bị rất chú đáo khi bảo châu tìm kiếm xung quanh cửa mở ra Ông Thức bước vào Đã tỉnh rồi sao Bảo Châu nhìn ông Thức Bằng đôi mắt lạnh lùng Ông Thức bước đến Lấy băng keo từ trên miệng cô xuống Muốn nói gì à Vì sao bà lại làm như thế Vì sao Vì tiền Vì địa vị Vì tất cả Nói xong Ông Thức bật cười lớn Hôm nay mọi chuyện đã thế này Còn có thể hỏi ba một chuyện được không Ông thức nhìn cô không trả lời Bảo Châu tiếp tục nói Rốt cuộc Con có phải con của ba không Từ nhỏ đến lớn Con không nhận được bất kỳ tình yêu thương nào từ ba cả Đến bây giờ Ba lại vì tiền Mà bắt cóc con gái mình sao Ông thức bật cười lớn Nụ cười ấy Khiến Bảo Châu cảm thấy thật đáng sợ Khánh Tường Chưa nói với con sao Con vốn dĩ không phải là con gái của ta ba mẹ con đã bị mất trong một vụ tai nạn xe. Bảo Châu à, đến khi chết, ba mẹ con cũng không ngờ rằng người hại chết ông bái là ba. Chính ba đã gây nên thảm họa ấy, nhưng bà cũng sẵn lòng nuôi con của hai người họ. Bảo Châu bàng hoàng nhìn vào mắt ông Thức, người mà bao năm qua cô vẫn gọi là ba. Nước mắt Bảo Châu lan dài. Vì sao? Vì sao ông làm như vậy? vì ba mẹ con cản đường ta họ biết quá nhiều bí mật của ta nên không thể sống tiếp nữa bây giờ tại sao bây giờ ông nói hết với tôi ông đương nhiên bạo châu có là do ta nuôi lớn trước khi chết ta sẽ nói hết sự thật cho con biết người đã biết quá nhiều thì không nên tiếp tục sống nữa con nói có phải không ông thức lấy từ trong túi một con dao Ông kề con dao vào gương mặt Bảo Châu Bảo Châu vô cùng hoảng sợ Nhưng cô cố bình tĩnh Vì cô biết trước khi đạt được lợi ích Ông ta sẽ không dám làm gì mình Nếu ban đầu con nghe lời ta thì tốt rồi Chỉ trách tính tình con quá giống ba con Nếu ông dám làm hại tôi Đừng nói là lợi ích Nhà họ Châu sẽ khiến ông phải mất tất cả Con dám uy hiếp ta Tôi chỉ đang nói sự thật mà thôi Ông thức nghiến răng Ánh mắt sắc lạnh nhìn cô Đừng tưởng mình có quá nhiều giá trị Đợi khi ta có được cổ phần nhà họ Châu Lúc đó con đừng mong sống sót Nói rồi Ông thức quay người đi Ông nói với vệ sĩ Canh gác cẩn thận Nếu xảy ra sơ suất Thì một đồng cũng không có Lũ ngu Sau khi ông thức đi Đám vệ sĩ mỉm cười khinh miệt Tỏ ra cao sang gì chứ một người sống vì tiền như ông ta. Ngay cả con gái nuôi của mình cũng nỡ giết, biết đâu ngày mai đến lượt chúng ta. Một tên khác trả lời, đúng vậy, làm việc cho hạng người này đúng là quá nguy hiểm. Theo kế hoạch, Khánh Tường đến nhà họ Đinh giao tiền mặt, Diệp Thư sẽ quan sát vị trí của Bảo Châu. 3 giờ sáng, tiền và hợp đồng đã chuẩn bị sẵn sàng. Khánh Vinh cùng cảnh sát âm thầm đến bao vây nhà họ Đinh, tìm căn phòng dưới hầm. Hơn một tiếng tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm ra căn phòng kia. Nhưng để vào được căn phòng ấy, phải có mật khẩu, người canh gác rất nhiều. Cảnh sát bắt được hai tên gác. Đến hơn 6 giờ sáng, một trong hai tên đó khai ra mật khẩu vào tầng hầm. Đúng 7 giờ, xe Khánh Tường lái vào nhà họ Đinh. Ông Thức đã chờ sẵn ngoài phòng khách bên cạnh ông còn có bốn tên vệ sĩ tôi đã mang hợp đồng và tiền đến ngồi xuống đi hợp đồng thì cần thời gian để đọc chứ ông thức nhìn khánh tường bằng ánh mắt thách thức khi khánh tường vừa ngồi xuống anh nhận được tin nhắn từ khánh vinh anh nở một nụ cười khánh tường đứng lên lấy hợp đồng trên tay ông thức làm gì thế ông thức nhíu mày tôi chưa ký tên ông thức bật cười nhớ vợ đến phát điên già đến chuyện này cũng quên cho tôi mượn bút ông thức lấy từ trong túi một chiếc bút đưa cho anh sau khi khánh tường ký anh đưa lại bản hợp đồng cho ông thức ông thức ký vào thì bất ngờ công an tiến vào nhà khống chế tất cả vệ sĩ ông thức bất ngờ nhìn khánh tường cậu dám lúc này bảo châu xuất hiện trước mặt ông ta vì sao lại không dám khánh tường bước đến bên cạnh cô anh đưa tay lấy sợi dây chuyền từ trên cổ bảo châu xuống giao cho cảnh sát ông tính toán được tất cả nhưng lại quên vài việc nhỏ này sao ông giam con gái mình ngay tại chính căn nhà của mình hành vi của ông xứng đáng là một con người ư ông thước bị công an đưa về đồn trong sợi dây chuyền khánh tường tặng cho bảo châu ngày ấy bên trong có thiết bị định vị và thiết bị ghi âm những điều mà ông thức nói với bảo châu đều đã được cảnh sát ghi lại vụ tai nạn năm ấy được điều tra lại trên đường về nhà bảo châu luôn giữ im lặng khánh tường biết cô đã chịu một cú sốc lớn anh vẫn luôn im lặng chờ đợi cô bình tĩnh về đến nhà châu lão phu nhân đã đợi cô từ lâu bà nhìn thấy cô thì đôi mắt rưng rưng ông đình và bà phương lo lắng nhìn bảo châu về rồi sao về là tốt rồi về là tốt rồi châu lão phu nhân bước đến ôm cô vào lòng lúc này nước mắt bảo châu lan dài cô đưa tay ôm lấy châu lão phu nhân bà là người đầu tiên cho cô sự ấm áp của gia đình yêu thương cô thật lòng bà nội khánh tường đứng từ xa nhìn cô anh hiểu rằng bảo châu không chỉ đơn giản muốn có một tình yêu cô luôn khao khát có được một mái ấm trọn vẹn bà nội là người giúp cô cảm nhận được tình cảm gia đình còn anh anh đã che giấu sự thật kia anh không biết rằng mình có nhận được sự tha thứ của cô hay không nếu anh nói với cô sự thật từ sớm hơn cô sẽ không xảy ra chuyện này một lúc sau bảo châu lên phòng tắm cô vẫn giữ im lặng ngoài bà nội cô không muốn nói chuyện với ai cả từ khi về nhà bảo châu một mình ngồi trên sofa mắt nhìn về hướng cửa sổ đến tối khánh tường lo lắng anh đến bên cạnh cô giọng dịu dàng em có muốn ăn gì không bảo châu lắc đầu em lên giường nghỉ ngơi một tí nhé không đợi cô trả lời Khánh Tường bế cô lên giường. Lúc này, anh bắt gặp ánh mắt của cô nhìn mình. Khánh Tường mỉm cười dịu dàng. Em giận anh sao? Vì anh đã không nói sự thật với em từ trước. Bảo Châu nhìn anh lắc đầu. Vậy vì sao em lại không nói chuyện với anh? Khánh Tường vừa nói vừa vén sợi tóc trên má cô. Khánh Tường vừa nói vừa vén sợi tóc trên má cô anh nhìn thấy đôi mắt cô dâng dâng khánh tường vươn tay ôm cô vào lòng đừng khóc đừng khóc mà mọi chuyện rồi sẽ qua thôi ngoan bảo châu òa khóc trong vòng tay anh giọng nức nở em không biết làm như thế nào cả em thật ngốc họ đã hại chết ba mẹ em nhưng em lại sống ở nhà họ lâu như thế bảo châu khóc rất lâu đến khi cô mệt mỏi ngủ trong vòng tay của khánh tường vì lo cho bảo châu khánh tường phải xin phép nghỉ một thời gian thời gian này anh luôn ở bên cạnh cô tin tức về nhà họ đinh đang lan truyền khắp nơi khi bà thu và bảo ngọc trở về tài sản của họ đã bị tịch thu bảo ngọc phải bán hết trang sức của mình để thuê nhà chiều hôm ấy bà thu và bảo ngọc đến nhà họ châu để tìm bảo châu bà thu muốn xin bảo châu rút đơn kiện ông thức bà tin bảo châu sẽ nghĩ tình xưa mà tha cho ông thức bảo châu cùng khánh tường đang ở ngoài vườn khánh tường đang trồng hoa cô thích bảo châu chỉ nhìn anh làm cô đã không còn im lặng như trước nhưng khánh tường biết rằng thời gian này tâm trạng bảo châu vẫn chưa ổn định anh tìm mọi cách để dỗ dành cô người giúp việc vội vàng chạy về phía hai người cô chủ cậu chủ bên ngoài có người tìm gặp ạ là ai khánh tường trả lời bằng giọng lạnh lùng dạ là người nhà họ đinh cho họ vào đi bảo châu trả lời khánh tường không ngăn cản cô anh chỉ im lặng nhìn cô thôi bảo châu mỉm cười dịu dàng em không sao bà thu và bảo ngọc vào nhà từ xa hai người đã nhìn thấy bảo châu và khánh tường đang đứng cùng nhau bảo ngọc ghen tị nhìn hai người họ bằng ánh mắt căm ghét khánh tường gật đầu nhẹ chào bà thu rồi bước vào nhà bảo ngọc nhìn bóng lưng anh rể mình không chớp mắt bảo châu mẹ bà thu lên tiếng trước nếu mẹ đến đây để xin con tha thứ cho ông ấy thì xin lỗi mẹ con không làm được con mẹ à bao nhiêu năm qua con phải sống như thế nào chẳng lẽ mẹ không nhìn thấy ngày hôm ấy nếu không có khánh tường ông ấy cũng đã giết con mẹ xin mẹ thứ lỗi cho con người như ông ấy nên để pháp luật trừng phạt sau này con và gia đình họ đinh không còn quan hệ gì nữa mong mẹ và bảo ngọc đừng đến làm phiền con bảo ngọc nhìn cô bằng ánh mắt ghen tị bây giờ chị có nhà họ châu trúng lưng thì giỏi lắm sao đợi đến lúc anh khánh tường chán chị xem chị làm thế nào bảo châu tiến đến gần bảo ngọc nhìn thẳng vào mắt cô bảo châu đưa tay nắm lấy tay bảo ngọc khiến cô phải đau anh khánh tường bảo ngọc những gia tâm của em đừng tưởng chị không biết nếu em còn dám có ý khác với anh ấy đừng trách chị tàn nhẫn chị chị làm gì thế buông em ra nói xong bảo châu xoay người bước đi bảo ngọc không ngờ bảo châu lại là người mạnh mẽ như thế cô cứ tưởng sau chuyện này bảo châu sẽ vô cùng suy sụp sau khi bà thu và bảo ngọc về nhà bà thu mệt mỏi nằm trên giường bảo ngọc ra ngoài mua ít đồ ăn về cho mẹ khi bảo ngọc rẽ vào một con hẻm Lúc này một đám người bước đến gần cô Bảo Ngọc khốt hoảng Các người là ai Mày không cần biết tao là ai Mày là đứa dám ngoại tình với chồng tao Xem tao xử lý mày thế nào Nói rồi Bọn họ lao vào đánh Bảo Ngọc Người đàn bà hung hăng Xé cả quần áo trên người cô Từ khi ông thức vào tù Bảo Ngọc đã qua lại Với rất nhiều người đàn ông Đã có gia đình cô làm thế là vì tiền. Sau khi bọn họ đánh xong, để lại Bảo Ngọc nằm thê thả một mình trên nền đất, nước mắt cô lan dài. Trong tiệm hoa, Khánh Vinh đang loay hoay chọn một bó hoa hồng đỏ. Hôm nay anh quyết định sẽ tỏ tình diệu thư. Đây là lần đầu tiên anh tỏ tình phụ nữ. Từ sau vụ bắt cóc của Bảo Châu, Diệu Thư đã có cái nhìn tốt hơn về anh. Cô không còn né tránh anh nữa anh thường xuyên đón cô tan ca, thường đến nhà cô dọn dẹp mỗi khi cô đi công tác. Khó ai có thể hình dung được một vị lãnh đạo như anh lại thường xuyên đến nhà phụ nữ để rửa chén, nấu cơm. Cầm bó hoa hồng trên tay, tìm Khánh Vinh đậm đập loạn nhịp. Bên trong còn có một chiếc nhẫn kim cương do đích thân anh thiết kế. Khi Diệu Thư đến, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy nét mặt căng thẳng của người đàn ông anh sao thế không không sao em ngồi đi anh có chuyện muốn nói vâng diệu thư đây là lần đầu tiên anh muốn bày tỏ tình cảm với một người con gái cũng là lần đầu tiên trái tim anh rung động anh biết là thật khó tin khi phải nói những lời này anh thật sự yêu em anh đã dành một thời gian dài để lắng nghe trái tim mình anh thật sự thật sự yêu em em có thể bên cạnh anh không anh sẽ không như trước không hút thuốc không uống rượu và cũng không bao giờ qua lại với phụ nữ chẳng nhìn ai khác ngoài em rượu thư nhìn vào đôi mắt anh cô mỉm cười đây cũng là lần đầu em nhận được một lời tỏ tình chân thành như thế em em đồng ý. Khánh Vinh không kìm chế được bước đến hôn cô. Một nụ hôn tràn đầy sự chiếm hữu. Diệu Thư lo lắng sẽ có phóng viên. Cô đưa tay đẩy anh ra. Nhưng lúc này Khánh Vinh không còn quan tâm điều ấy nữa. Anh mạnh mẽ siết chặt eo cô. Đôi môi mạnh mẽ chiếm lấy cô. Buổi tối trong căn biệt thự xa hoa nhà họ Châu khánh tường đang đứng trước cửa nhà tắm gương mặt lo lắng anh đã đứng đấy đợi bảo châu rất lâu bác sĩ cũng đã gọi đến nhưng vẫn chưa thấy bảo châu ra ngoài vợ à em không sao chứ em không sao anh đã gọi bác sĩ đến rồi em mau ra đi em không cần bác sĩ vì sao em lại khánh tường chưa nói hết câu bảo châu đã mở cửa phòng tắm gương mặt cô căng thẳng em em sao thế bác sĩ đang đợi dưới nhà bà nội và ba mẹ cũng đang đợi chúng ta cùng xuống nhé bảo châu đưa tay đến trước mặt khánh tường khánh tường nhìn thật kỹ cái vật cô vừa đưa đến là một que thử thai hơn nữa kết quả que thử thai theo hiểu biết của anh là bảo châu đã mang thai khánh tường thấy bảo châu mỉm cười rạng rỡ hai tay cô ôm lấy anh giọng nũng nịu Chồng à, làm sao đây? Sau này tiểu bảo bối sẽ dành anh với em mất. Khánh Tường nghẹn ngào không nói nên lời. Đôi mắt anh rưng rưng. Khánh Tường định bế Bảo Châu xuống nhà để báo tin vui. Nhưng nhớ lại cô đã có em bé. Anh dịu dàng đỡ Bảo Châu xuống bậc thang. Khi đứng trước bà nội và ba mẹ mình Khánh Tường không giấu được sự xúc động. Bà nội Ba, mẹ, con sắp làm ba rồi Bên ngoài, ánh nắng đang chiếu xuống vườn hoa đầy màu sắc Làn gió nhẹ đưa, làm rơi vải cánh hoa Nhà họ Châu tràn ngập tiếng cười nói Không khí vô cùng hạnh phúc Khánh Tường nhìn Bảo Châu bằng đôi mắt dịu dàng Tay anh nắm tay cô không rời Quý vị và các bạn thân mến Câu chuyện đã đến hồi kết sau khi nghe xong câu chuyện Các bạn cảm thấy câu chuyện này thế nào? Hãy để lại đôi dòng bình luận bên dưới nhé Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện Mong quý vị và các bạn ủng hộ kênh chuyện bằng cách Nhấn đăng ký kênh và nhấn vào quả chuông thông báo Cảm ơn quý vị rất nhiều Chuyện hay audio Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện sau